chương 01 trùng sinh mát vô nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio tích 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 quân dụng kêu gọi cơ ngã xuống mặt đất shiel cục trưởng sững sờ nhìn xem mình cấp tốc xám hóa thân thể một câu gặp quỷ về sau hóa thành cho tàn tại new york đường đi trong gió tiêu tán cuối cùng kêu gọi cơ trong màn hình hiển chiếu ra hư hư thực thực captain mát vô tiêu ký đây là Adventure 3, phim trứng màu rạp chiếu phim phòng chiếu phim phát ra đến nơi đây, phía sau mạng nhân viên danh tự bắt đầu từ dưới lên trên đăng xuất, tỏ rõ lấy phim nhựa kết thúc. Cái này không có. Thano còn không có xử lý đâu. Rất nhiều người xem trộn lẫn cãi nhau, cầm lấy vật phẩm tùy thân lần lượt rời đi phòng chiếu phim. Học sinh cấp 3 lục minh sững sờ ngồi tại tốt nhất xem ảnh trên chỗ ngồi, hắn ông bắp trang ống, cả người còn đắm chìm trong mát vô cố sự tình tiết bên trong không hổ là dùng mười mấy bộ Marvel độc lập phim nhựa làm làm nên. Đoán trước tương lai trăm vạn loại kết cục Doctor Stranger, cuối cùng vẫn là bị Star, lốt cái này heo đồng đội cho hố. Captain America Iron Man vẫn là có thể, đều tại vũ trụ lưỡng địa chiến đấu biểu hiện đều thuộc về thượng tầng tiêu chuẩn. Thano quả nhiên là Marvel giai đoạn thứ nhất cuối cùng bốt, một cái búng tay diệt sát vũ trụ một nửa sinh mệnh, vừa trở về Spider-Man, nhân khí chính vượng Black Panther hơn phân nửa siêu anh hùng cứ như vậy chết rồi, bọn hắn có thể hay không phục sinh. Đáng tiếc báo thù bốn phải chờ tới sang năm. Lục Minh tiếc hận lắc đầu, đối với hắn cái này trọng độ mát vồ mê tới nói, chờ một năm thật sự là dày vò. Dày vò a à? Vẫn là hai soát đi. Lục Minh từ chỗ ngồi đứng dậy, đúng lúc trước mắt chiếu phim phim nhựa màn che kết thúc, nhà sản xuất viên danh tự kéo qua, một đoạn văn tự từ tầng dưới chót nhất nhảy lên. Ngươi, muốn tiến vào mắt vô thế giới A. À? IES, nó nhìn thấy không hiểu xuất hiện tại trên màn ảnh văn tự, Lục Minh lập tức ngây ngẩn cả người, không biết có phải hay không ba dê đặc hiệu nguyên nhân, kia đoạn văn tự liền phản phất thoát ly chiếu phim màn ảnh, lơ lửng tại trước mắt của mình. Cái quỷ gì, đây là cái thứ hai trứng màu. Lục Minh nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, mấy người xem đều đã rời đi, lớn như vậy rạp chiếu phim bên trong liền yên tĩnh chỉ còn lại một mình hắn lại hướng trên màn ảnh nhìn, kia đoạn văn tự còn tại chính trung tâm lơ lửng, kiểu chữ nhan sắc bắt đầu từ hát chuyển bạch làm nhạc, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất. Ta cũng không tin, ngươi nha thật đúng là có thể đem ta đưa đến mát vô đi. Lục Minh cười ha ha, đem ngón tay đưa tới chuẩn bị điếm kích tuyển hạng, chỉ là ngón trỏ vừa mới nâng lên, một cổ điện giật đâm nhói cảm giác từ đầu ngón tay truyền khắp toàn thân. Hồng đạm, đây là cưỡng chế tính. Lục Minh còn chưa tới kịp nhã rảnh, liền mắt tối sầm lại, mất đi ý thức đã hôn mê. Không biết hôn mê bao lâu, Lục Minh tại đầu choáng ván hoa mắt trạng thái tỉnh táo lại. Hắn từ cái giường đơn trên nửa dựa vào là ngồi dậy, phát hiện mình thân ở một cái lớn như vậy chất gỗ gian phòng bên trong, trên đỉnh đầu treo phục cổ gió đăng sức, giường ngủ xung quanh còn trưng bày lấy đông đảo cùng khoảng quân dụng giường ngủ. Ta đây là... Ở đâu? Lục Minh kinh trụ, Hoài nghi con mắt giống như dùng tay xoa xoa, lần nữa nhanh chóng nhìn xác nhận, không sai. Hắn chính là thân ở tại một chỗ trong doanh địa, chuẩn xác hơn mà nói, là thời trung cổ Âu Mỹ phong cách quân doanh trong đất. Không thể nào, ta hắn meo thật đúng là xuyên qua rồi. Ân, ừ, mát vô thế giới. Lục Minh nhất thời bán hội không hiểu rõ nổi, đột nhiên tại một cái xa lạ trong quân doanh tỉnh lại, hắn nhu cầu cấp bách nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng hắn lúc này kéo ra khóa quần tử gỡ ra cúi đầu xuống kiểm tra một phen về sau dẫn đầu thở phào một hơi còn tốt huynh đệ vẫn còn ở đó không chỉ vẫn còn cái này kích thước còn biến lớn xem ra ta đây không phải xuyên qua mà là trùng sinh lục minh mặc dù không thấy mình hiện tại mặt nhưng thông qua thân thể da trắng cùng cái khác tình trạng vẫn là có thể đánh giá ra mình là trùng sinh tại một cái cùng kiếp trước tuổi tác không kém nhiều ngoại quốc thanh niên trên thân có lẽ là kiếp trước đọc tiểu thuyết nhìn tương đối nhiều, lục minh rất tự nhiên liền tiếp nhận mình trùng sinh sự thật này. Nhập gia tùy tục, âm ý hoặc không tiếp thụ được cái gì đều là tự chịu diệt vong. Càng quan trọng hơn là, đã làm rộng rãi người trùng sinh một viên, hơn nữa còn là hư hư thực thực mát vô loại này người bình thường tỷ lệ tử vong rất lớn thế giới, kia trên thân nhất định có kim thủ chỉ. Lục Minh nghĩ tới đây, đang chuẩn bị tìm tòi trên người có không có bên trong đưa hệ thống cái gì đúng lúc này cửa gian phòng đột nhiên mở ra một cái tóc vàng mắt xanh gầy yếu tiểu thanh niên đi đến nhìn lục minh tỉnh lại kia tiểu thanh niên hơi sững sờ lập tức cao hứng bừng bừng bước nhanh về phía trước lục minh cũng là phản ứng rất nhanh biết trước mắt người tới rất có thể là mình trùng sinh thân thể này nguyên chủ nhân bằng hữu nếu như có thể giấu giếm được hắn liền có thể từ đối phương trong miệng biết nguyên thân thể chủ nhân thân phận tin tức còn có liên quan tới hiện tại vị trí hoàn cảnh cùng thế giới này hợp lý tình hình bên dưới báo. Thích ứng coi trọng ruột thể, hòa vào hoàn cảnh lớn, đây là người trùng sinh cửa thứ nhất. Lục Minh khóe môi vẫn lên, bảo đảm mình lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, chỉ là kia tiểu thanh niên tiến lên câu nói đầu tiên, liền để hắn mỉm cười cứng ở trên mặt. Cây, are you on right? Tiểu thanh niên như là hỏi. Nghiễm nhiên là điển hình tiếng Anh. Lục Minh nhìn vẻ mặt lo lắng biểu lộ tiểu thanh niên, mới mỉm cười không còn sót lại chút gì, bờ môi đóng chặt, nội tâm không nhìn được nghĩ mắng chửi người. Hồn đạm. Đã nói xong toàn vũ trụ đều nói trúng văn đâu. Tiểu thuyết cùng manga đều là gạt người A. Hắn kiếp trước chỉ là một học sinh trung học, anh ngữ cho dù tốt, cũng không có khả năng bình thường cùng người ngoại quốc tiến hành anh ngữ miệng giao lưu. Đừng nói lập tức chỉ cần sức sẹo anh ngữ nói ra miệng, rất có thể liền sẽ bại lộ tự thân, hiện tại là đối phương nói lời, hắn đều căn bản nghe không hiểu. Gặp Lục Minh sắc mặt biến trắng bệch, tiểu thanh niên gương mặt bên trên sầu lo tăng thêm, chíp chíp cục ụt lại nói liên tiếp tiếng Anh ân cần thăm hỏi lời nói. Lục Minh gạt ra một sợi khó coi cười, siết chặt nắm đấm bên trong tràn đầy mồ hôi lạnh, chưa hề nghĩ tới ngôn ngữ không thông sẽ tạo thành dạng này khốn cảnh. Ngay tại hắn muốn buông tay đánh cược một lần lung tung trả lời thời điểm, trước mắt tiểu thanh niên cái ót nhảy ra mấy trương hơi mờ màu trắng thẻ bài, lấy đối phương thân thể làm trung tâm trôi nổi xoay tròn. Tiểu thanh niên phản phất không thấy được vần quanh tại mình xung quanh những cái kia thẻ bài tự hộ, còn tại lo lắng không ngừng hỏi thăm cái gì. Bốn tờ màu trắng thẻ bài. Tự như gặp được một đạo cứu tinh ánh trạng đông, lục minh lực chú ý lập tức chuyển dời đến trên người đối phương những cái kia thẻ bài bên trên nước Mỹ binh sĩ huấn luyện quân giả sáu trang xe đạp điều khiển đầu đường đánh nhau kỹ xảo thanh ngữ cơ sở tinh thông ngoại trừ tờ thứ nhất thẻ bài chú thích có vật phẩm thẻ, ở vào không thể rút ra trạng thái. Cái khác ba tấm năng lực thẻ, đều ở vào nhưng rút ra trạng thái. Nghĩ đều không mang theo nghĩ, lục minh không nhìn còn lại thẻ bài, trọng điểm đặt ở sau cùng anh ngữ cơ sở tinh thông năng lực thẻ bên trên. Anh ngữ cơ sở tinh thông nhưng nắm giữ anh ngữ phổ biến khẩu ngữ cùng viết kỹ xảo. Màu trắng năng lực thẻ. Trước mắt trạng thái. Nhưng rút ra. Phải chăng tiến hành rút ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02. Rút thẻ năng lực. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Năng lực cùng vật phẩm thẻ bài, nhưng rút ra. Đây chính là ta làm người trùng sinh kim thủ chỉ A, lục minh không có truy đến cùng lúc này đối tiểu thanh niên trên người anh ngữ cơ sở tinh thông tiến hành rút ra kỳ thật cũng chỉ là tâm niệm tưởng tượng ba giây rút ra thời gian kết thúc bên giường kia tiểu thanh niên lời nói nghe hiểu truyền vào trong tai ngươi thật không có sự tình a à. sắc mặt nhìn rất tồi tệ muốn hay không lại đi quân y kia nhìn một chút ách ta không sao vừa rồi chỉ là còn không có tỉnh táo lại lục minh nếm thử trả lời một câu anh ngữ tự như mình tiếng mẹ đẻ, còn mang theo nơi đó khẩu âm rất quen lối ra. Không có việc gì liền tốt. Tiểu thanh niên thư giãn một hơi, đem trên tay chén nước cùng thuốc đưa tới, cười nói: "Vẫn là trước tiên đem thuốc uống đi." Lục Minh gật gật đầu, đem viên thuốc nuốt vào bụng, uống liền mấy ngụm nước về sau, thở phào một hơi, hô, cảm giác sống lại. "Đúng, hiện tại đầu của ta còn một điểm choáng váng, muốn cùng ngươi xác nhận một chút ta là ai." ta ở đâu? Nhìn xem lục minh chững chạc đàng hoàng biểu lộ, tiểu thanh niên kinh ngạc một lát, rất sắp làm đùa giỡn cười mắng. Cây, ngươi sẽ không quảng choáng ván đầu a, à, nơi này là nước Mỹ quân đội trụ sở huấn luyện nha. Cây, quân đội trụ sở huấn luyện. Lục minh suy nghĩ, trong lòng biết nguyên thân thể tên gọi cây, hắn cũng ngầm thừa nhận đem cây xem như mình tên mới. Từ nay về sau, lại không lục minh, có chỉ là cây. Tiểu thanh niên nói tiếp, đúng vậy a à, trụ sở huấn luyện chúng ta làm tân binh mới đến huấn luyện một ngày mà thôi khả năng thời tiết cũng là quá nóng ngươi tại cao phụ tải chạy bộ huấn luyện trong thời gian nóng té xỉu bị cảm nắng xem ra nguyên thân thể thể chất không tốt lắm a à. cái giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó hai tay vội vàng khoác lên tiểu thanh niên gầy yếu trên vai vội vàng hỏi đúng rồi ta hỏi lại ngươi cái vấn đề ngươi có biết hay không captain america còn có ai ẩn mang loại hình Điều này rất trọng yếu Mau nói cho ta biết Cây, ngươi trước đừng giao lớn như vậy lực Tiểu thanh niên trận trắng mắt Dinh dưỡng không đầy đủ Thân thể gầy yếu gần như sắp bị giao tan ra Thành từng mảnh Đợi đến cây dừng lại về sau Hắn mới chậm khẩu khí trả lời Ta còn thực sự không biết ngươi nói những người kia Captain America Là vị nào sĩ quan A à? Ngươi không biết A à? Cây nhíu mày lại rất nhanh lại giống là nhớ tới đến cái gì, chần chờ hỏi. Chờ một chút, hiện tại là lúc nào? Ta nói là niên đại. Cây, ngươi sẽ không thật đụng vào đầu đi. Tiểu thanh niên kinh ngạc nói. Mau nói cho ta biết. Hiện tại là năm 1943 tháng 2A. 1943 lại là thế giới lần thứ hai đại chiến thời kỳ, cây bừng tỉnh đại ngộ, liền xem như thế giới mát vô đệ nhị thế chiến cũng không tồn tại Avenger anh hùng. Không, tồn tại một cái. Một vấn đề cuối cùng. Cây hít sâu một hơi, hỏi. Nơi này huấn luyện quân doanh có một cái gọi là Steve người A. Steve. Tiểu thanh niên biểu lộ trở nên cổ quái. Đúng, Steve Roger. Cây xác nhận nói, thế giới Marvel đệ nhị thế chiến, có Avenger sớm nhất đăng tràn anh hùng. Captain America, hắn cũng hẳn là là mát vồ sớm nhất siêu anh hùng cây ngươi đang nói cái gì nha người kia người ta cũng không đều biết tiểu thanh niên nháy mắt mấy cái tại cây ánh mắt nghi hoặc dưới hắn chỉ chỉ mình cười nói ta chính là steve roger nha tùm ân nguyên lai like ngươi chính là steve cái gì ngươi chính là steve cây mở to hai mắt một lần nữa cớ đến chân dò xét trước mắt tiểu thanh niên so sánh như bình thường thanh niên lộ ra gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, một đầu đơn giản tóc vàng, nhìn như mềm yếu nhưng không mất chính khí gương mặt. Ân, ừ, khó trách có chút quen thuộc cảm giác, trước mắt cái này không phải liền là tại tim vào siêu cấp binh sĩ dược tệ trước đó Captain America A. À. Đã hắn ở chỗ này, vậy trong này quả nhiên là thế giới mát vô. Cây không biết mình là cao hứng hay là sợ hãi, vừa nghĩ tới có thể tiếp xúc sống ở trong phim ảnh siêu anh hùng hát khoa kỹ, liền rất hưng phấn. Nhưng vừa nghĩ tới thế giới mát vô cường đại nhân vật phản diện, liền rất đau đầu. Bất quá nơi này chính là đệ nhị thế chiến mát vô, mình có hay không cái kia mệnh sống đến thế kỷ 21 còn khó nói, hiện tại lo lắng Thanos búng tay còn quá sớm một chút. Bất quá Captain America bản nhân ngay tại bên cạnh ta, đây chính là đầu cột trụ A. Cái nghĩ đi nghĩ lại, nhìn qua Steve ánh mắt cũng thay đổi, cái này khiến Steve không rét mà run, theo bản năng lui ra phía sau nửa bước. Đúng rồi. Steve giống như là nhớ tới chuyện quan trọng, lo lắng nói. Brand trưởng quan để cho ta thông tri ngươi, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, cho ngươi đi qua gặp hắn. À, huấn luyện tân binh trưởng quan A. Cây gật đầu, nhìn qua Captain America 1, trong lòng đối huấn luyện trưởng quan cái này một góc sắc vẫn có chút ấn tượng. Nhớ kỹ Steve tại chưa trở thành Captain America trước đó bởi vì gầy yếu không chịu nổi thân thể liền bị trưởng quan cùng cùng đội chiến hữu khắp nơi nhằm vào không chừng là nguyên thân thể chủ nhân cho hắn trêu ra mầm tai họa làm tân binh tại ngày đầu tiên huấn luyện trong thời gian nóng té xỉu đoán chừng cho trưởng quan phi thường không tốt cảm quan cây mỉm cười bình tĩnh mà nói ta không quá nhớ kỹ trưởng quan làm việc chỗ đi như thế nào ngươi liền mang ta tới đi được cùng ta đến đây đi steve gật gật đầu Steve mang theo cây rời đi quân doanh ký túc xá, ngoài cửa ánh nắng chói mắt, to như vậy căn cứ trong sân huấn luyện, từng đội từng đội chỉ mặc bạch áo đuôi ngắn trần trụi tinh anh cánh tay thanh niên binh sĩ tại khẩu hiệu hạ chạy bộ. Hắc. Mau nhìn, đây không phải cây, cùng Steve A. Ngày đầu tiên huấn luyện ở giữa nóng, thật đúng là tiểu bạch kiểm. Một cái tiểu bạch kiểm, một cái gầy yếu tiểu tử, hai người này thật đúng là dựng. Một đội tân binh thổi cái còi từ bên cạnh hai người chạy qua, hiển nhiên là ở tại cùng túc xá huấn luyện đồng đội. Cây, người không cần để ý tới bọn hắn. Steve quay đầu an ủi, lại nhìn thấy cây trên mặt không có nửa điểm không cam lòng, ngược lại mang theo một sợi nụ cười như có như không. Cây đương nhiên không để ý đến những tân binh kia, đối với tự mang rút thẻ kim thủ chỉ hắn tới nói, cũng chỉ có bên người cái này rất nhanh trở thành Captain America Steve mới có tư cách làm chiến hữu của hắn tại hướng trưởng quan văn phòng chỗ tiến về trên đường, cây đàn không ngừng khảo thí mình thẻ bài năng lực. Đầu tiên, chỉ cần là dựa vào gần thân thể của hắn 3 mét người, hắn liền có thể thu hoạch đến trên người đối phương thẻ bài tư liệu. Phân loại trước mắt đơn giản chia làm vật phẩm thẻ cùng năng lực thẻ. Vật phẩm thẻ không thể rút ra, năng lực thẻ có thể tự do rút ra. Năng lực thẻ, cũng tức một người kỹ xảo cùng năng lực, thường dùng kỹ xảo tỉ như Anh ngữ cơ sở, ô tô điều khiển các loại năng lực thẻ, đều là màu trắng thẻ bài. Mà đạt tới một loại nào đó chuyên nghiệp tinh thông tiêu chuẩn, tỉ như anh ngữ tinh thông, súng ngắn tinh thông, liền thành lục sắc thẻ bài. Lục sắc năng lực thẻ cũng có thể rút ra, chỉ bất quá rút ra thời gian. Cây còn tại tìm tòi thẻ bài năng lực, Steve đột nhiên nhắc nhở vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem nó lĩnh hướng một cái phòng. Báo cáo. Binh sĩ Steve, ta đem cây mang tới báo cáo. Binh sĩ cây. Cây đi theo Steve, hai người đứng tại cửa phòng làm việc chỗ, tiêu chuẩn đánh cái cúi chào tư thế quân đội. Tiến đến. Tại một cái uy nghiêm bình tĩnh thanh âm dưới, hai người sống vai đi tới văn phòng, bên trong cũng là dựa theo quân doanh phong cách đơn giản sạch sẽ, bên trong chính giữa liền một cái bàn làm việc tử. Người mặc sĩ quan phục trung niên nhân an vị đang làm việc trên ghế, xem ra chính là brand trưởng quan. Trừ cái đó ra, bên cạnh bàn làm việc còn đứng lấy một người mặc nhỏ khỏa váy quân phục ông ghi chép văn kiện nữ thám viên binh sĩ thân thể của ngươi thế nào bran trưởng quan lãnh đạm nhìn về phía cây cây lập tức trả lời báo cáo trưởng quan thân thể đã khỏi hẳn có thể lập tức tiếp tục tiến hành huấn luyện ồ bran trưởng quan nhíu mày bình tĩnh nói huấn luyện cũng không cần đi ngươi có thể đi trở về thu dọn đồ đạc sáng sớm ngày mai có người sẽ đưa ngươi về nhà. Steve sắc mặt hơi đổi một chút, câu nói này không thể nghi ngờ là tuyên bố cây làm binh sĩ kiếp sống tử hình. Nữ thám viên không nói một lời, cúi đầu tại văn kiện bên trên ghi chép cái gì. Chỉ có người trong cuộc cây gương mặt bình tĩnh, phản phất cái này nói không phải hắn đồng dạng, bình tĩnh nói. Báo cáo trưởng quan, ta kiên trì lưu lại, làm binh sĩ tiếp tục huấn luyện. Brand trưởng quan hừ lạnh một tiếng, huấn luyện còn huấn cái gì luyện, ngày đầu tiên liền cho ta bị cảm nắng té xỉu, ý chí lực cũng kém không được, quả thực là ném chúng ta nước Mỹ quân đội mặt. Ngươi nói, ngươi có tư cách gì cùng năng lực làm một bảo vệ quốc gia binh sĩ? Nói đến đây, Brand trưởng quan ánh mắt đảo qua Steve, hiển nhiên là đem hắn cũng coi như cùng một chỗ mắng. Đối mặt chất vấn, cây thở sâu, hướng phía trước trảo bước tiến lên một bước, tự tin trả lời. Cho ta một cái cơ hội, ta sẽ cho trưởng quan biểu hiện tự thân năng lực cùng tư cách. Một bước như vậy khoảng cách, cây liền bước vào brand trưởng quan 3 mét trong vòng, ý niệm tập trung dưới, ba mươi mấy trương bạch lục khác nhau thẻ bài vọt lộ vẻ ánh vào tầm mắt. Khá lắm, không hổ là huấn luyện tân binh trưởng quan, vẹn vẹn lục sắc thẻ bài liền có chín cái. Súng ngắn tinh thông, súng trường tinh thông, quân dụng phụ trợ thiết bị tinh thông, quân thể quyền tinh thông, huấn luyện binh sĩ chấp giáo. Khẩu khí không nhỏ, Nói một chút, người muốn làm sao biểu hiện ra? Brand trưởng quan hừ lạnh cười một tiếng, có tài năng nói lời này có thể lý giải là tự tin, không giỏi có thể nói lời này chính là tự phụ. Một cái đang huấn luyện ngày đầu tiên, chạy trốn bước ở giữa nóng té xỉu tân binh, có cái gì mới có thể? Bên cạnh bàn làm việc bên cạnh nữ thám viên cũng âm thầm lắc đầu, đối cây cảm quan tại trở nên kém, mặc dù trước mắt binh sĩ tại nhang giá trị bên trên có thể xếp tại toàn bộ trại huấn luyện trước ba vừa ý chí lực cùng tự biết năng lực ngay cả Steve cũng không sánh nổi. Nếu như trưởng quan ngươi không tin, muốn hay không cùng ta tên lính này làm tiền đặt cược. Cây nhìn qua Brand trưởng quan thẻ bài về sau, trong lòng nắm chắc càng lớn, bình tĩnh nói. Nếu như ta thắng, vậy ta liền tiếp tục lưu lại quân doanh. Nếu như ta thua, ngươi liền cứ nói trừ ta quân tịch. Tiền đặt cược. Ngươi sẽ không muốn đánh bài ném tiền xu cái gì đi. Brand trưởng quan lộ ra nhìn thằng ngốc ánh mắt. Đương nhiên sẽ không, ta muốn cùng Brand trưởng quan sau một lần. Làm binh sĩ cần có mới có thể. Cây nói. Đủ rồi. Binh sĩ, ngươi không nên quá làm càng. Brand trưởng quan vỗ bàn đứng dậy, có chút tức giận nói. Ngươi đây là nhục nhã sĩ quan, ta hoàn toàn có thể đem ngươi khiếu nại đến tòa án quân sự đi lên. Cây không chỉ có không có e ngại, ngược lại nói nghiêm túc ta đương nhiên không có vũ nhục ngươi ý tứ ta là chăm chú muốn biểu hiện ra tự thân làm binh sĩ tài năng ngươi bran trưởng quan đang muốn nói cái gì bên hông nữ thám viên lúc này chen vào nói hỏi cây binh sĩ ngươi muốn cùng bran trưởng quan làm sao so liền so thương phát cái gì thương đều được cây chắc chắn trả lời nữ thám viên đôi mắt đẹp nhìn xem cây giống như là muốn từ trên mặt hắn tìm tới thứ gì cuối cùng nói ra một câu ta cảm thấy có thể cho hắn một cái cơ hội, lại khôi phục vì nguyên bản trầm mặt. Muốn cùng ta so thương pháp, không biết ngươi là quá mức tự tin, vẫn là cam chịu. Bran trưởng quan trầm mặt một lát, ngồi trở lại đến trên ghế, nói đến. Vậy ta liền để ngươi về nhà về tâm phục khẩu phục. Năm giờ chiều, tại sân tập bắn, so súng trường 50 mét cái bia. Đi. Cây gật gật đầu, hết thảy đều nằm trong dự liệu, sự chú ý của hắn lúc này đặt ở nữ thám viên trên thân Có thế cấm trưởng quan, cái này nữ thám viên tựa hồ lai lịch không nhỏ Nhìn nàng một cái trên người có không có tiếp xuống có thể phát huy được tác dụng năng lực thể bài Cây muốn làm liền làm, ý niệm rơi vào nữ thám viên trên thân Sau một khắc, hắn cơ hồ trận mắt hốc mồm Viễn siêu trưởng quan ba mươi mấy trương, hơn bảy mươi trương năng lực thể bài từ nữ thám viên trên thân vọc lộ vẽ ra bạch lục giao nhau thẻ bài gặp nhau cùng một chỗ, đơn giản muốn đem toàn bộ yếu điệu thân thể che giấu đi. Tâm lý học tinh thông, chữa bệnh cứu hộ tinh thông, mật mã mo tinh thông, ám sát tinh thông, súng trường tinh thông, lễ nghi tinh thông. Vẹn vẹn lục sắc năng lực thẻ, liền không còn có 20 tấm. Mà lại trong đó, còn có một trương sau phổ thông thể lục còn muốn xanh biết làm sâu sắc thẻ bài, sặc sở lóa mắt. Cái này nếu là tiền đặt cược, vậy có thể hay không để vị này thám viên tiến hành chứng kiến, tốt nhất có giấy đối chứng minh. Cây mỉm cười đề nghị, cái này liên quan đầu hắn dĩ nhiên không phải bắt chuyện. Ai bảo rút ra lục sắc năng lực thẻ, cần 3 phút trở lên thời gian, mà lại rút ra khoảng cách, nhất định phải tại một mét bên trong có hiệu lực. Bất quá hắn cái này một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, ngược lại để trong phòng làm việc ba người đều trầm mặt xuống. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương không ba thương pháp tỷ thí nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nhập doanh ngày đầu tiên tân binh khiêu chiến trưởng quan thương pháp cái này một tin tức liền như là hướng ao nước bên trong ném đi khỏa cao bạo lựu đạn đem toàn bộ trụ sở huấn luyện đều chấn hạ mà lại người lính mới kia vẫn là chạy bộ trực tiếp bị cảm nắng té xỉu kia trưởng quan vẫn là thượng úy cấp bậc chuyên nghiệp huấn luyện quân quan cái này tương phản càng làm cho căn cứ dẫn phát như địa chấn oanh động. Vô luận binh sĩ vẫn là còn lại sĩ quan, nghe được nên tranh tài tiền đặt cược về sau, đều ngây ngẩn cả người, lập tức nhìn không được vì binh sĩ kia tiếc hận. Đắc tội ai không tốt, đắc tội bờ trưởng quan, nghe nói vị kia trưởng quan trước kia bộ đội xạ kích tranh tài, từng thu được trước ba. Người lính mới kia sợ không phải điên rồi đi. Cam chịu thôi, lần này muốn mất mặt ném về tận nhà đi. Bất kể như thế nào, đây đều là người hiểu chuyện vui gặp vui nghe, tại gần 5 điểm không đến thời gian, cơ hồ toàn bộ trụ sở huấn luyện người đều hướng sân tập bắn phương hướng đi, hy vọng có thể thấy cái kia tên là cây binh sĩ trò hề. Cây, ngươi quá vọng động rồi. Steve liên tục thở dài, ngươi ngay cả thương đều ít dùng đi, thương pháp làm sao có thể sánh được trường kỳ ở trong bộ đội trưởng quan. Bây giờ đi về hướng rang trưởng quan xin lỗi, không chừng còn có thể. Yên tâm, lần này tiền đặt cược về sau, nơi này liền không ai xem thường chúng ta. Cái bình chân như vậy, ngay cả nửa điểm khẩn trương cảm giác đều không có hiển lộ. Bởi vì, hắn đã trước một bước rút ra đến có thể nắm giữ trận đấu này thắng lợi thẻ bài. Trụ sở huấn luyện sân tập bắn. Sân tập bắn người xem đứng trên đài, đã lít nhà lít nhít đứng đầy quân lục phục đầu sắc nón trụ binh sĩ, không ít người mặc quân dụng chế phục sĩ quan cũng ở tại chỗ xem náo nhiệt. Bran trưởng quan trước một bước vào chỗ thử súng, nữ thám viên vẫn như cũ chấp nhất hồ sơ vợ ở bên. Nhìn thấy Steve mang theo cây ra trận về sau, Bran trưởng quan cánh tay hướng trên bàn thành liệt các loại quân giới vung lên. Nơi này có nước Mỹ quân dụng tất cả súng trường, chính ngươi chọn một đem đi. Cây gật gật đầu, nhưng không có hướng cái bàn đi đến, mà là hướng nữ thám viên phương hướng tới gần, mỉm cười mở miệng. Không biết các tơ thám viên dùng chính là cái gì thương, có thể hay không cho ta mượn tranh tài dùng một chút. Các tơ thám viên ngẩng đầu lên, dưới ánh mặt trời, Âu Mỹ nhân tinh gây nên tuyệt mỹ gương mặt, đỏ tươi bờ môi, đều tỏa ra mười phần mị lực. Cây là rời đi trưởng quan văn phòng về sau, mới tại Steve trong miệng biết trước mắt nữ thám viên danh tự, các tơ, so tại phim nhìn thấy càng mỹ lệ hơn động lòng người. Đương nhiên có thể. Bất quá ngươi nhất định phải tại tranh tài bên trên dùng. Các tơ một bên lãnh diễm nói, một bên đưa nàng tùy thân mang thương cho lấy ra, kia rõ ràng là một thanh tinh xảo súng ngắn. Cây binh sĩ, ngươi là đang nói đùa à, phải dùng súng ngắn cùng ta súng trường so. Bên cạnh Bran trưởng quan trên mặt nổi lên nộ khí. Coi như chỉ là 50 mét cái bia, súng ngắn tinh chuẩn tính năng cùng súng trường so. Liền cho ta mượn dùng đi. Cây xác nhận từ các tơ trên tay tiếp nhận súng ngắn, tinh xảo súng ngắn phản phất là nữ tính chế tạo riêng. Bất quá thân súng dưới ánh mặt trời lóe u lạnh ánh sáng, không thể nghi ngờ là một thanh có thể giết người vũ khí nóng. Hảo thương. Cây tán thưởng một câu, bắt đầu đông đưa trên tay súng ngắn. Ba phát quyết thắng thua là được, không cần ở trên thân thể ngươi lãng phí quốc gia quân đội đạn. Bran trưởng quan nói, đem trên tay súng trường bảo hiểm kéo ra, đi đến xạ kích đài. Ba phát liền ba phát. Trưởng quan, vậy liền mời ngươi bắn trước kích đi cây mỉm cười nói, còn thân sĩ dùng tay làm dấu mời. Sinh hoạt tại nhà ấm bên trong thanh niên, liền để ngươi xem một chút cái gì là thương pháp. Bran trưởng quan động tác mau lẹ, cấp tốc cầm súng phần dưới, và dây đồng hồ nhắm chuẩn về sau, đối 50 mét có hơn bia ngắm chính là ba phát. Xả kích hoàn tất, hắn hài lòng đứng dậy, súng trường xả kích 50 mét cái bia vốn là cơ sở, tăng thêm hơn 20 năm ở trong bộ đội xả kích kinh nghiệm, cái này hoàn toàn liền không lao lực rất nhanh, huấn luyện viên phản hồi về bắn cái bia thành tích. Brand trưởng quan 50 mét cái bia, hai phát chính trúng hồng tâm, một phát hồng tâm bên trong vòng, chung 29 phân. 29 phân, gần như mát điểm. Sân tập bắn bên trên vây xem binh sĩ kinh hô lên, Brand trưởng quan trong lòng hài lòng, nhưng biểu tình vẫn là duy trì nghiêm túc, lắc đầu nói. Trạng thái không tốt, bằng không 30 điểm rất nhẹ nhàng không hổ là súng trường tinh thông. Cây nhún nhún vai, tự mình đi hướng xạ kích đài. Hắn kiếp trước sinh hoạt tại thời đại hòa bình, đừng nói luyện qua súng ngắn, liền ngay cả cũng không đụng tới qua. Nhưng lúc này nắm giữ cùng súng ngắn nắm giữ kỹ xảo tương quan thể bài, súng ngắn nơi tay, một loại trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nhìn phía xa biên ngắm, cây động tác không thể nói trôi chảy, nhưng vẫn là giơ cánh tay lên, nửa giây không đến thời điểm nhắm chuẩn nổ súng, đồng dạng là liên tục ba phát. Giả y như thật. Bran trưởng quan lắc đầu, 50 mét đối thủ thương tới nói đã là cự ly xa biên ngắm, muốn trúng đích độ khó so súng trường cao cũng không chỉ có một cấp bậc. Muốn thắng, vậy cũng chỉ có thể ba phát toàn trúng đích hồng tâm, cái này tỷ lệ tại một một tân binh viên trên thân, gần như là không. Quả nhiên, huấn luyện viên tại 50 mét biên ngắm bên trên kiểm tra một hồi lâu, trịnh trong cao giọng báo cáo binh sĩ cây 50 mét cái bia ba phát toàn không điểm số là không sân tập bắn hoàn toàn yên tĩnh lập tức thính phòng trên trận vang vọng ồn ào cười to Bran trưởng quan cũng là ngạc nhiên hắn nguyên lai tưởng rằng cây tràn đầy tự tin coi như không thắng được hắn chỉ ít cũng sẽ trúng đích bia ngắm không nghĩ tới ba phát toàn thất bại nháo kịch một trận nháo kịch cây người tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút ngay Brand trưởng quan chế giỡn lắc đầu, nhưng lúc này còn đứng ở xả kích trên đài cây đột nhiên hồ lớn nói. Huấn luyện viên, mời kiểm tra một chút 100 mét cái bia. Trăm mét cái bia. Ngươi còn muốn làm cái gì, trò đùa mở còn chưa đủ a? À? Bran trưởng quan rốt cục nhìn không được, cầm trong tay trên súng trường trước, nổ khí đem sắc mặt chuyển biến xanh xám, hồng súng trực tiếp liền đè vào cây trên đầu, tin hay không lão tử một súng bắn nổ ngươi. Cây bình tĩnh nói. Băng ta trước đó, có thể hay không trước chờ huấn luyện viên báo cáo trăm mét bia ngắm thành tích. Ngươi là điên rồi đi. Thật muốn ta sập ngươi. Brand trưởng quan ngón tay đặt ở trên cò súng, đúng lúc này, ngoài trăm thước huấn luyện viên vội vàng tiếng báo cáo vang lên. Báo, báo cáo, cây binh sĩ, một trăm mét cái bia, ba phát đều trúng hồng tâm, ba mươi điểm. Trăm mét cái bia, ba phát đều trúng. Nguyên bản cười vang tràn đầy sân tập bắn lại lần nữa yên tĩnh lại. Bên ngoài sân binh sĩ thậm chí trưởng quan đều là một mặt ngạc nhiên. Brand trưởng quan càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc biểu lộ, lại hỏi thăm huấn luyện viên một lần, đợi huấn luyện viên xác nhận không sai về sau, mới sững sờ thả ra trong tay súng trường. Cứ như vậy, trận này tiền đặt cược chính là ta thắng. Trưởng quan, ta liền tiếp tục lưu lại căn cứ tiến hành huấn luyện. Cây cũng là âm thầm thở vào một hơi, bị người dùng thương đội ở trên đầu cảm giác này cũng không phải nói đùa bất quá kết quả là hắn thắng hữu kinh vô hiểm cái này đủ không đợi brand trưởng quan đáp lại cây đường kính rời đi xạ kích đài đi hướng các tơ thám viên hướng nàng trả lại súng lục trong tay các tơ ngạc nhiên nhìn qua hắn cảm khái nói không nghĩ tới ngươi có thể dùng súng ngắn làm được loại tình trạng này ngươi cũng đồng dạng có thể làm được đi cây mỉm cười đáp lại. Làm sao ngươi biết? Các tơ nhìn không được hỏi. Đoán. Bất quá hôm nay, ngươi thế nhưng là thắng lợi của ta nữ thân. Lần sau có cơ hội, nhất định hảo hảo đáp tạ ngươi. Cây nói xong, trực tiếp quay người rời đi sân tập bắn, lưu lại đứng đấy nguyên địa đầu óc mơ hồ các tơ, còn có tinh thần hoảng hốt brand trưởng quan. Sân tập bắn bên ngoài sân, Steve gặp cây sau khi ra ngoài, trực tiếp chạy mau quá khứ, cho hắn một cái ôm. Cây, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Xin nhờ, ngươi không muốn như thế ga bên trong ga tức giận, ta thế nhưng là thẳng. Cây nói thì nói như thế, nhưng thực tế vẫn là tại ông sông, tay khoác lên Steve gậy yếu trên bờ vai. Không nghĩ tới thương pháp của ngươi lợi hại như vậy, về sau hảo hảo dạy ta một chút. Steve cao hứng nói. Vậy dĩ nhiên, ta hai ai cùng ai, chúng ta đi ăn cơm hai người dựng lấy vai hướng nhà ăn đi đến, quan sát lấy bọn hắn rời đi, sân tập bắn trên khán đài không biết ai mang theo đầu, rất nhanh như lôi tiếng vỗ tay vang lên. Trước kia nóng phúng lạnh lùng chế dễu cùng ký túc xá tân binh, cũng là xấu hổ cúi đầu xuống. Súng ngắn trăm mét cái bia đối súng trường 50 mét cái bia, toàn thắng. Dạng này thần thương thủ xạ kích thực lực, đáng giá quân doanh mỗi người đưa lên tiếng vỗ tay cùng tôn trọng. Quân đội đồ ăn, dinh dưỡng là đủ, nhưng hương vị vẫn là chẳng ra sao cả. Cơm nước xong xuôi cây trở lại quân doanh ký túc xá nghỉ ngơi, trải qua lần này một tiếng hót lên làm kinh người đánh cược, cùng túc xá tân binh thái độ trực tiếp tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Lấy Steve tới nói chính là, trước kia đối bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, hiện tại hận không thể thiếp trên mặt đi cầu hảo hữu vị, trước kia ức hiếp từng đùa bẩn qua bọn hắn, hiện tại cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế đây chính là thực lực cùng tài năng uy hiếp. Hưởng thụ qua rút ra thẻ bài tiện lợi cùng chỗ tốt, cây càng thêm yêu loại này không ngừng phong phú tăng cường bản thân cảm giác. Một cái ký túc xá có gần số 20 người, hắn tự như một khối khô ráo bọc biển, bắt đầu không ngừng rút ra xung quanh các thức thẻ bài năng lực, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá những binh lính này đều là làm tân binh thanh niên, coi như có được thẻ bài, đại bộ phận cũng giới hạn tại màu trắng thẻ bài, có rất ít lục sắc thẻ bài mà lục sắc thẻ bài bên trong, có giá trị thực dụng lại càng ngày càng ít. Vẫn là các tơ thám viên tốt, kia trọn vẹn hơn 20 tấm lục sắc thẻ bài, lúc nào toàn rút ra tới đây chứ. Thu thập hoàn tất cây tựa ở trên giường chính suy tư, Steve đột nhiên dựa vào giường đến, hiếu kỳ hỏi. Cây, người đang suy nghĩ gì đấy? Còn tại thần du bên trong cây trực tiếp bật thốt lên nói. Nghĩ các tơ thám viên A. À? a, à, các tơ thám viên. Steve vừa nghe đến cái tên này gương mặt lập tức cứng nhắc ở người cái tên này thích các tơ thám viên đi cây cười thầm an ủi hắn nói yên tâm ta sẽ không đoạt ngươi coi trọng nữ nhân ngươi thật đúng là steve trên mặt hiển hiện cảm động cảm xúc nhưng rất nhanh lại thất lạc xuống ta còn là được rồi nàng nữ nhân như vậy ta cũng không phối có được đừng xem thường mình steve Ngươi phải tin tưởng trên người mình mới có thể cùng tương lai. Cây vỗ vỗ Steve bả vai, rót canh gà đánh như máu gà cổ vũ nói. Muốn truy cầu nữ nhân kia, liền bảo trì ý chí của ngươi cùng bốc đồng, đào móc trên người ngươi tìm lực. Ta cũng không muốn về sau trên chiến trường không có ngươi đi theo bên hông thân ảnh. Dù sao, ngươi thế nhưng là Captain America a, tại mắt vô cái này đệ nhị thế chiến, đơn giản chính là thỏa thỏa nhân vật chính. Cảm ơn ngươi, cây. Steve dùng sức gật đầu lúc này mới từ trên giường lui ra ngươi liền hảo hảo phấn đấu mạnh lên đi mặc dù có được trút ra thẻ bài năng lực ta mãi mãi cũng sẽ đi tại ngươi trước nhất đầu cây đưa mắt nhìn steve thân ảnh suy nghĩ trở về tại tự thân thu thập năng lực thẻ bài bên trên dứt bỏ hơn trăm trương bao quát các phương diện lĩnh vực màu trắng năng lực thẻ không nói hắn hiện tại nắm giữ lục sắc thể chỉ có năm tấm súng trường tinh thông, anh ngữ tinh thông, quân thể quyền tinh thông, tâm lý học tinh thông, chân, súng ngắn tinh thông, trong đó chân, súng ngắn tinh thông, xa so với còn lại bốn tờ lục sắc thể càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Chân, súng ngắn tinh thông. Tinh thông gần như hoàn mỹ súng ngắn kỹ xảo. Lục sắc hy hữu năng lực thẻ. Đây chính là cây từ trên thân các tơ chỗ rút ra, giá trị cao nhất một trương năng lực thẻ, dựa vào trương này hy hữu thẻ, Hắn mới có thể nhẹ nhõm chiến thắng có được súng trường tinh thông trưởng quan. Nếu không cùng nắm giữ súng trường tinh thông kỹ xảo, cây cùng trưởng quan đánh bạc liền chỉ là chia 5 năm. Lục Sắc khi hữu thể lục sắc thể màu trắng thẻ. Lục Sắc năng lực thể, sau so màu trắng thẻ càng khó gặp hơn bên trên, đồng thời vô luận rút ra khoảng cách vẫn là thời gian, yêu cầu đều đề cao rất nhiều. Hiện tại còn không cần lên chiến trường, còn lại lục sắc thể công dụng không lớn. Hiện tại ta cần nhất là có thể tăng cường thể chất loại lục sắc năng lực thẻ. Cây thầm nghĩ, nguyên thân thể thể chất liền nát như, bằng không cũng sẽ không ngày đầu tiên thế thì nóng ngã xuống. Muốn thích ứng chỗ quân doanh cường độ cao huấn luyện, liền muốn cải biến thể chất của mình. Mà trực tiếp rút ra người khác quan hệ đến thể chất loại mới có thể năng lực, tỉ như quân thể quyền tinh thông, thể lục, chạy bộ năng khiếu, thể trắng, bơi lội năng khiếu, thể trắng cái này, rút ra nắm giữ liền có thể biến tướng tăng lên tự thân thể chất. Đáng tiếc màu trắng năng lực thể cho tăng phúc không lớn, chỉ có lục sắc năng lực thể cho thể chất tăng phúc rõ ràng. Ngày mai, tiếp tục tìm kiếm năng lực thể. Trọng điểm đặt ở thể chất loại lục sắc năng lực thể bên trên. Cây mắt bốc lục quan, toàn bộ quân đội trụ sở huấn luyện nhân tại đều là hắn đi săn mục tiêu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 tân binh bên trong có cái quái vật. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngày thứ hai sáng sớm. Các tân binh ăn điểm tâm xong, trải qua phụ trọng luyện công buổi sáng về sau, chỉnh tề mặt tốt quân trang trên quảng trường tập hợp. Bất quá huấn luyện quan lại không phải thường ngày brand trưởng quan, mà là một cái khác cường tráng cao lớn trung niên sĩ quan, người da trắng loại làn da hoàn toàn rám đen, eo gấu lưng hổ, trên thân sát khí nghiêm nghị. Brand trưởng quan hôm nay nghỉ ngơi, để cho ta tới thay ca dẫn đầu các ngươi tiến hành cách đấu huấn luyện. Ta gọi Joseph Kingsley, gọi ta Joseph huấn luyện viên là được. Thay ca huấn luyện viên cao giọng nói. Rõ. Các tân binh cùng kêu lên trả lời. Đúng rồi, ngày hôm qua cái rất làm náo động cây, tại các ngươi trong đội đi. Joseph huấn luyện viên có chút hào hứng hỏi, cái này các tân binh ánh mắt đều đồng loạt hướng hai hàng cây ném đi, Steve thì hơi có điểm khẩn trương nhìn xem mình cơ hữu. Cây binh sĩ, ra khỏi hàng. Joseph huấn luyện viên lên tiếng dưới, cây nện bước quân bước ra ngoài. Dài vẫn rất đẹp trai. Hôm qua súng lục của ngươi xạ kích, xác thực có thể tính trước thần thương thủ, Joseph huấn luyện viên tán thưởng đến một nửa, lời nói xoay chuyển, nhưng vẹn vẹn thần thương thủ, nghĩ làm ưu tú nước Mỹ binh sĩ, còn kém xa lắm, nếu như bị địch nhân cận thân, không đến một hiệp là có thể đem ngươi đánh ngã. Xem ra là đến chèn ép một chút ta khí diễm. Cây âm thầm nhã rảnh, gương mặt cũng rất khiêm tốn hỏi, cái kia không biết Joseph huấn luyện viên có thể hay không tự mình để cho ta mở mang kiến thức một chút. Mẹ a, à, trắng trận khiêu khích. Cây sau lưng các tân binh tê cả da đầu. Joseph huấn luyện viên miệng dạy bảo trì trệ, trong lòng thầm giận, khó trách Brand trưởng quan đều bị tức nghỉ ngơi, tân binh này đau đầu nhưng quá đâm. Joseph huấn luyện viên không những không giận mà còn cười, vui vẻ nói. Rất tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cận thân đánh cờ. Nếu là ta không cẩn thận đem huấn luyện viên ngươi đã thương, vậy phải làm thế nào? Cây biểu thị sầu lo hỏi. Ta hứa cho phép ngươi tự do đánh trả, đây là mệnh lệnh. Joseph huấn luyện viên khoát tay áo, ra hiệu để hắn động thủ trước binh sĩ kia ta liền không khách khí thanh âm chưa dứt dưới cây liền đã động mấy bước khoảng cách một cái hô hấp liền tới gần nhưng vật lộn phạm vi hai tay của hắn chấp quyền xuất thủ chính là quân thể quyền quân thể quyền tinh thông nắm giữ quân dụng thực dụng quyền pháp cường điều tại quyền cận thân đánh cờ thủ đoạn lục sắc năng lực thẻ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không joseph huấn luyện viên không nghĩ tới cây thế mà nắm giữ quân thể quyền chỉ có thể lâm thời vội vàng phòng ngự kết quả ăn ám khuy bị đè lên đánh cây cũng mặc kệ ngươi quân hàm bao lớn cũng không làm cái gì loè loẹt một bộ quân thể quyền trôi chảy đánh tới ngọn nguồn đối vô joseph huấn luyện viên xem như bao cát đang luyện tập với nhau mất mặt ném đại phát joseph sắc mặt biến hóa cảm giác trên trận các tân binh ánh mắt đã thay đổi bởi vì đồng dạng tinh thông quân thể quyền cây quyền kích hắn cơ bản đều chống đỡ trở về có thể bày tỏ mặt nhìn qua, chính là cây tại đè ép hắn đánh. Tân binh đảng tử, đánh đủ chứ. Chỉ học sẽ quân thể quyền nhưng không cách nào cùng lão tử đánh. Joseph chiêu thức nhất chuyển, tay chân triển khai kỹ xảo cách đấu dưới, bắt đầu đè lại cây một đầu. Quả nhiên có chút đồ vật. Cây thở hỗn hển, một bên cố gắng chống cự công kích của đối phương, một bên phân ra lực chú ý tại Joseph huấn luyện viên năng lực thẻ bài bên trên quân thể quyền tinh thông ở sức chịu đựng vật lộn tinh thông phản kích cách đấu tinh thông chân khỏe mạnh thân thể ư vẻn vẹn thể chất rèn luyện loại lục sắc thẻ bài liền có bốn tờ đồng thời trong đó còn có một trương lục sắc khi hữu thẻ khó trách có thế ở phía sau tay rơi vào hà phong về sau nhanh như vậy phản chế về ta cây con mắt lóe sáng bắt đầu đối huấn luyện viên trên người thẻ bài tiến hành rút ra lục sắc thẻ bài rút ra cần cận thân một mét bên trong tiếp tục đọc đến ba phút đây mới là cây muốn cùng huấn luyện viên đánh nhau mục đích thực sự không có so với luyện tốt hơn cận thân lý do cây rơi vào hạ phong nhưng lại tại ngoan cường gắt gao chống cự lại joseph nhất thời không có cách nào đem hắn đánh bại vốn định muốn dừng tay nhưng thân thể vừa thư giãn xuống tới cây lại dây dưa đi lên thi triển quân thể quyền tiểu tử thật muốn bức huấn luyện viên ta đã thương ngươi joseph huấn luyện viên nghiến răng nghiến lợi nhưng cây lại càng đánh càng có lực chính là cuốn lấy ngươi tiếp tục đánh ba phút sau phản kích cách đấu tinh thông rút ra thành công cây cảm giác được ấm áp lực lượng tại rời rạc toàn thân tăng phút tăng lên thể chất của mình đồng thời liên quan tới phản kích cách đấu kỹ xảo cũng giống là luyện tập vài chục năm giống như nắm giữ trong lòng cho ta ngã xuống joseph huấn luyện viên tăng thêm quyền thế liền muốn đem cây cho đánh bại trên mặt đất nhưng cây đột nhiên hai tay một vòng đem hắn cánh tay chống chọi tiếp thế bắt đầu tiến hành phản kích phản kích cách đấu quân thể quyền đạt được thẻ bài tăng phúc cây cùng huấn luyện viên chênh lệch đang kéo dài rút ngắn có thể để trận này đến nhanh chiến đấu kết thúc đánh cờ thời gian tiếp tục hướng xuống kéo dài joseph huấn luyện viên cùng cây ngươi tới ta đi vật lộn cùng một chỗ bụi đất tung bay bên trong nhất thời vậy mà ai cũng bắt không được ai cao thủ đánh nhau bên hông các tân binh nhìn trận mắt hốc mồm tiếp tục kịch liệt cận chiến cách đấu cũng hấp dẫn càng nhiều huấn luyện trên quảng trường còn lại bộ đội rất nhanh liền bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng đem hai người vây quanh một đoàn bên kia chuyện gì xảy ra a à? đi ngang qua các tơ thám viên thấy cảnh này nghi ngờ hướng tới bên kia đuổi sĩ quan hỏi sĩ quan kia giang tay ra bất đắc dĩ trả lời một một tân binh tại cùng joseph đối luyện cận thân cách đấu joseph các tơ kinh ngạc đem gợi cảm bờ môi có chút mở ra. Đúng vậy à, Joseph, cách đấu khoa một huấn luyện chuyên nghiệp huấn luyện viên. Sĩ quan cười khổ, cũng không biết người lính mới kia làm sao làm được, thế mà tại Joseph thủ hạ giữ vững được gần 10 phút. Người lính mới kia tên gọi là gì? Các tơ mở ra trong tay văn kiện bản. Cây. Cây binh sĩ. Thẻ bài rút ra thành công. Chân khỏe mạnh thân thể bảo trì tự thân cường tráng ưu việt thể phách, lại so với người bình thường khỏe mạnh hơn, tăng lên nhất định sức chịu đựng cùng thể chất lực lượng. Lục sắc hy hữu năng lực thể Thành công Cây há mồm thở dốc, mồ hôi đã đem quân phục của hắn thẩm thấu, cuối cùng một trương thể chất loại năng lực thể tới tay, cứ việc rõ ràng tăng lên thể chất lực lượng tràn vào thân thể của mình, nhưng đau nhức cùng đã rời đã thật sâu in dấu trên thân thể. Hắn hai chân hướng phía trước đạp một cái, thoát chiến nhảy vọt lui lại, Joseph huấn luyện viên gầm nhẹ tiếp tục hướng phía trước truy kích, cây đột nhiên giơ hai tay lên đến, tốt. Không còn khí lực, ta đầu hàng. Ừm. Joseph huấn luyện viên đồng dạng thở gấp nhiệt khí, một khắc cuối cùng đem nắm đấm của mình tại cây chóp mũi trước dừng lại, râu ri dựng đứng nói. Thế nào, không được. Không hổ là huấn luyện viên, lực lượng tốc độ cùng kỹ xảo cách đấu đều là ngươi càng mạnh. Binh sĩ ta nhận thua, nếu như không phải ngươi một mực để cho ta, chỉ sợ binh sĩ ta đã sớm cánh tay của thiếu niên cục chân. Cây đặt mông ngồi dưới đất, không quên vỗ xuống mông ngựa. Ngươi tiểu tử này. Joseph huấn luyện viên chửi mắng một câu, lập tức cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, đồng dạng mệt mỏi ngồi dưới đất, ngay từ đầu ta xác thực có để ngươi, bất quá về sau ta đều là chăm chú đối chiến. Không thể không nói, binh sĩ ngươi cách đấu thiên phú, là ta tòng quân 20 năm qua nhìn thấy đầu tiên, đã là tuyệt đối quái vật tiêu chuẩn. Joseph huấn luyện viên tại cái này mười mấy phút đối chiến bên trong, lại cảm giác cây giống như là học tập hắn đồng dạng, cận thân kỹ xảo đang nhanh chóng đề cao, điều này có thể không cho hắn cảm thấy giật mình. Thống khoái, về sau có rảnh lại đối luyện một chút. Joseph huấn luyện viên cười nói, đối kỹ xảo cách đấu vào tay nhanh như vậy binh sĩ, hắn là thật thích. Không có vấn đề. Cây không yếu thế chút nào gật đầu, Joseph huấn luyện viên trên thân ngoại trừ vừa rồi rút ra ba tấm thể chất loại thẻ bài, còn có mấy trương còn lại lục sắc năng lực thẻ đâu. Các ngươi những binh lính này, Joseph huấn luyện viên nhíu mày nhìn khắp bốn phía, trực tiếp tiếng trống đến. Các ngươi đang nhìn cái gì, không cần huấn luyện a, à, cũng nghĩ cùng ta đơn đấu đối luyện đúng không? Chúng ta cũng không phải cây dạng này quái vật cấp. Vây xem các tân binh nào dám nói tiếp trực tiếp nổ tổ ông đồng dạng đánh tan mà ra. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Siêu cấp binh sĩ kế hoạch Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trụ sở huấn luyện tối cao người phụ trách dưới mặt đất trong văn phòng Cây đốc hồ sơ cá nhân Nam tính, tuổi tác 22, thân cao 178cm, 68kg Sinh ra ở năm 1921, Quê quán ở vào nước Mỹ New York Brooklyn Khu Hải Lam đường phố số 199 Trước mắt gia đình trạng thái Độc thân, phụ mẫu đều là nước Mỹ quân nhân Tại năm 1935 tham dự bí mật chiến tranh Quang Vinh Hy Sinh Thêm vào vì liệt sĩ Đến nay năm ở thế giới hội trợ chiêu binh bộ thông qua kiểm tra sức khỏe Trở thành cái này một nhóm tuyển chọn siêu cấp binh sĩ Tân binh đầu nhập căn cứ huấn luyện Tân binh huấn luyện ngày đầu tiên cùng Brand trưởng quan tỷ thí thương pháp, cây bằng vào cao siêu súng ngắn xạ kích kỹ xảo hoàng Mỹ thắng được. Tân binh huấn luyện ngày thứ hai, cùng Joseph trưởng quan đối luyện cận thân cách đấu, sau bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi lạc bại. Nhưng ở ba ngày sau đó, hai người lần nữa đơn đấu tỷ thí, cây cường thế thắng được. Tân binh huấn luyện ngày thứ ba. Các tơ thám viên đề nghị đem nó liệt vào siêu cấp binh sĩ chọn lựa đầu tiên. Brand, trưởng quan đề nghị đem nó liệt vào siêu cấp binh sĩ chọn lựa đầu tiên joseph trưởng quan đề nghị đem nó liệt vào siêu cấp binh sĩ chọn lựa đầu tiên cái hồ sơ tư liệu phía dưới cùng nhất còn bổ sung lấy ba vị siêu cấp binh sĩ kế hoạch tuyển chọn khảo hạch người phụ trách ký tên ta không nghĩ tới sớm định ra vì một tuần xét duyệt tuyển chọn thời gian chỉ bất quá mới ngày thứ sáu liền có hơn ba gã người phụ trách cộng đồng đề cử một tên binh lính uy nghiêm cao lớn nam tử trung niên đem trên tay hồ sơ buông xuống trên người tướng quân chế phục cùng tứ tinh quân hàm tỏ rõ lấy hắn thân phận bất phàm nói thật ta còn là không thích cái kia cây binh sĩ bran trưởng quan quệt miệng môi thở dài nói nhưng vẫn là không thể không thừa nhận hắn xác thực có thân là binh sĩ tất cả thiên phú cùng tài năng joseph trưởng quan nhận đồng gật đầu cảm khái nói đúng vậy a à, chỉ bất quá năm sáu ngày huấn luyện hắn liền có được không thua tại cấp cao nhất đặc chủng binh sĩ tố chất. Chester tướng quân, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta siêu cấp binh sĩ dược tề còn chưa tiến hành cuối cùng thí nghiệm, ta còn tưởng rằng cây chính là bí mật thí nghiệm hạ đảng sinh siêu cấp binh sĩ. Nếu như siêu cấp binh sĩ dược tề có thể ở trên người hắn thu hoạch được hiệu quả, vậy hắn có thể là từ trước tới nay, nước Mỹ nhất toàn năng hoàng Mỹ binh sĩ. Các tơ thám viên lãnh diễm cho ra phán đoán của mình uống nắng một chút, không chỉ là nước Mỹ mà là toàn thế giới. Joseph trưởng quan nói khẳng định. Đợi dưới mặt đất trong phòng làm việc ba người nói xong, Chester tướng quân ánh mắt rơi vào một cái mang theo con mắt lão bác sĩ trên thân, lên tiếng hỏi. Abraham Erskine bác sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói cho cùng, siêu cấp binh sĩ dược tề là ngươi một tay nghiên cứu sáng tạo, thủ thử binh sĩ nhân tuyển ngươi hẳn là cũng có xét duyệt. Cái binh sĩ nha thân thể ý chí các phương diện đều xác thực rất không tệ. Abraham bác sĩ chậm rãi trả lời, cuối cùng quyết định chắc chắn, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Bất quá ta cho rằng Steve binh sĩ hẳn là càng thêm phù hợp, ý chí của hắn cùng chính nghĩa, đều là hoàn mỹ binh sĩ thiết yếu. Steve vốn là hắn xem trọng siêu cấp binh sĩ nhân tuyển, nhưng hoành không xuất thế cây thực sự quá mức xuất sắc, xuất sắc cơ hồ đem toàn bộ trụ sở huấn luyện tân binh ánh sáng đều ép xuống ba sau một a chester tướng quân ngón tay sao động mặt bạn hỏi hướng ở vào trong phòng làm việc cái cuối cùng nam nhân hao úc stark ngươi làm siêu cấp binh sĩ kế hoạch khoa học chiến lược người phụ trách có cái gì muốn nói thân mang âu phục thân sĩ phạm hao úc nhún nhún vai mỉm cười nói ta chỉ phụ trách khoa học chiến lược hạng mục chọn lựa binh sĩ thế nhưng là công tác của các ngươi tuyển ai ta cũng không có ý kiến chester tướng quân suy nghĩ một lát nói dạng này, trước hết để cho người đi tiếp xúc cây binh sĩ, để hắn tìm hiểu một chút liên quan tới siêu cấp binh sĩ hạng mục, nhìn hắn ý nghĩ cùng ý nguyện. Để ta đi. Luôn luôn trầm mặt các tơ đột nhiên tiếp lời ngữ. Vậy được, liền ngươi đi đi. Chester tướng quân gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ngày mai, chuẩn bị siêu cấp binh sĩ cuối cùng thí nghiệm. Tân binh quân dụng trong túc xá. Cây vừa tắm rửa xong, tán toái tóc vàng còn chảy xuống dọc nước, toàn thân chỉ mặc một đầu quần đùi, ở trần đứng tại trước gương. Như đao phủ chính các tinh xảo ngũ quan, ánh nắng không mất xuất khí, chủ yếu nhất là cường tráng thẳng tắp thể trạng, từng khối cơ bụng giống như là sắt thép chế tạo. Vượt qua 10 cái thể chất kỹ xảo loại luật sắc năng lực tạp gia cầm thân thể, đây chính là hiệu quả A. À. Cây rất hài lòng nhìn xem trong gương tự như hàng mỹ nghệ cường tráng dáng người, hắn rất vững tin, lúc này mình vô luận lực lượng tốc độ vẫn là thể chất, so với cái kia trường kỳ tác chiến lính đặc chủng đều chỉ cao không thấp. Đồng thời mấy ngày nay hắn một khắc cũng không có rảnh rỗi, ngoại trừ thể chất loại năng lực thẻ, còn lại màu trắng cùng lục sắc năng lực thẻ cũng là chiếu rút không sai. Hiện tại đủ loại chuyên nghiệp tài năng lục sắc năng lực thẻ, cộng lại đã có 36 tấm, mà màu trắng năng lực thẻ càng là vượt qua 400 kinh người số lượng. Thường nhân nói tới thiên tài cùng toàn năng, cũng bất quá như thế trung sinh đã đem gần một tuần dựa theo captain america một phim tiến độ siêu cấp binh sĩ thí nghiệm nên bắt đầu đi cây chính suy nghĩ điểm ấy chỉ nghe bọp một tiếng cửa ký túc xá bị người mở ra steve cây nghi ngờ trực tiếp đi ra phòng tắm khi thấy đi vào trong túc xá mỹ nhân lúc biểu lộ kinh ngạc các tơ thám viên người đi nhầm đi đây chính là tân binh ký túc xá không sai đi vào túc xá chính là các tơ thám viên, nhất quán nhỏ khỏa váy quân trang đưa nàng thành thuộc thân thể phát họa kinh tâm động phách, một tay ông văn kiện, nện bước gọn gàng bước đi tại phòng ký túc xá trong đại sảnh dừng lại. Không đi sai, ta chính là đặc địa tới tìm ngươi. Các tơ rất nhỏ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Thời gian này không phải là tân binh tập thể thời gian huấn luyện A, ngươi làm sao tại ký túc xá tắm rửa? Ha ha! đây chỉ là làm ta đánh vỡ trụ sở huấn luyện đơn binh ghi chép một chút xíu nhỏ đặc quyền. Cây cười cười, cũng không có vội vàng lấy mặt vào áo, chỉ là dùng khăn tắm khoác lên hai bờ vai che lấp trọng yếu bộ vị, ta cái này cũng không có gì tốt chiêu đãi, liền mời các tơ thám viên chịu thiệt một chút, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi. Các tơ duy trì lãnh diễm lạnh nhạt, đảo mắt ký túc xá một vòng, phát hiện không có ghế cái gì, cuối cùng lựa chọn ngồi tại một cái giường vị bên cạnh. Nói đi, tìm ta tên tân binh này có chuyện gì? Cây cũng không có khách khí, dùng khăn mặt sát mình tóc còn ướt, tới gần ngồi ở kia giường ngủ một bên khác, cái giường đơn để cho hai người khoảng cách vẫn chưa tới một mét. Ngươi vì cái gì ngồi gần như vậy? Các tơ lãnh đạm nhìn xem hắn, kết quả cây nhún nhún vai, nói đến. Trương này thế nhưng là giường của ta, ta ngồi giường của mình rất bình thường đi. Các tơ. Không nghĩ tới tùy tiện chọn kết quả trời đất xui khiến ngồi lên cây giường. Cây duy trì ý cười, hắn ngồi gần như vậy cũng là có nguyên nhân, ai bảo các tơ trên thân còn có gần 10 cái lục sắc năng lực thể là hắn không có nắm giữ. Mỹ nhân ở bên cạnh nói chuyện phím, thể bài tùy ý rút ra, cái này nhưng so sánh trước mấy ngày thoải mái nhiều. Vậy ta liền trực tiếp nói, người đối siêu cấp binh sĩ hiểu rõ có bao nhiêu. Các tơ hai chân dựa sát khép lại, hỏi thăm đến. Siêu cấp binh sĩ cây trên mặt hiển hiện vẻ mặt kinh ngạc, trả lời. Ta chỉ biết là, chúng ta nhóm này tân binh, ban sơ chính là vì siêu cấp binh sĩ hạng mục này bị chiêu tuyển tiến đến, còn lại liền không hiểu rõ lắm. Ta và ngươi giảng giải một chút. Siêu cấp binh sĩ hạng mục là Abraham bác sĩ nghiên cứu đạt được, cũng chính là đem một loại huyết thanh dược tệ, đánh vào nhân thể sau kích phát tế bào sức sống, có thể từ bên trong ra ngoài cải tạo nhân loại thể phách một loại thí nghiệm trên lý luận chí ít có thế hoàng mỹ đem một người các phương diện thể chất tăng lên gấp 3 trở lên. Bồi dưỡng được viễn siêu binh sĩ siêu cấp đơn binh chiến lực. Các tơ êm tai giảng giải nói, huấn luyện trưởng quan hẳn là đã sớm cùng các ngươi những tân binh này nói qua đi, tuần này bên trong, sẽ chọn ra tham dự siêu cấp binh sĩ thí nghiệm đệ nhất nhân. Ta biết. Cây gật gật đầu, lại tự hồ như có chút không yên lòng, mỉm cười nói. Cho nên, các ngươi chọn lựa ta còn chưa làm ra quyết định sau cùng, chỉ là tới trước hỏi thăm một chút ý nguyện của ngươi. Các tơ nói, ánh mắt từ cây lộ ra dây chuyền sản xuất cơ bụng bên trên lướt qua, rất nhanh lại dời ánh mắt. Siêu cấp binh sĩ thí nghiệm A. Cây miệng nhắc tới, bàn tay chống đỡ cái cầm lâm vào suy tư. Trong phim ảnh, Steve chính là bị chọn lựa trở thành siêu cấp binh sĩ thí nghiệm người mở đường đệ nhất nhân, sau đó thu hoạch được nhân loại hoàn mỹ nhất thể chất từ đó trở thành Captain America. Mà siêu cấp binh sĩ dược tề, cũng tại Steve thành công một khắc này, lọc vào hy ra gián điệp cướp đoạt. Cuối cùng huyết thanh dược tề bị hủy, bác sĩ bị giết, siêu cấp binh sĩ cũng liền cũng không còn có thể phục chế. Hiện tại, bởi vì sự xuất sắc của mình biểu hiện, có thể thay thế Steve trở thành kia siêu cấp binh sĩ thí nghiệm đệ nhất nhân A, cây hiếp mắt, nhìn xem chỗ gần các tơ thám viên, làm ra quyết định mỉm cười nói thật có lỗi, cái này siêu cấp binh sĩ kế hoạch người mở đường tư cách, cho ta cự tuyệt. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Tiến về tiền tuyến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cự tuyệt Thế mà cự tuyệt Nghe được cây dứt khoát trả lời, các tơ lập tức mộng, luôn luôn lãnh đạm bình tĩnh gương mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, vì cái gì? đây chính là tất cả trụ sở huấn luyện bên trong tân binh chỗ tha thiết ước mơ. Cây cười cười, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, lấy nhẹ nhõm giọng điệu nói. Đầu tiên, cái này dù sao cũng là thí nghiệm, ta không thể cân nhắc thất bại khả năng, coi như xác suất thất bại rất thấp. Ta tin tưởng mình, coi như không có siêu cấp binh sĩ dược tệ, cũng có thể trở thành cao cấp nhất kiệt xuất binh sĩ. Cây ý vị thâm trường duỗi ra ngón tay thứ hai, thứ hai, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Là cái gì? Các tơ nghi hoặc hỏi, lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như vậy hiếu kỳ cảm giác. Mặc dù ta cự tuyệt siêu cấp binh sĩ để nhất nhân thí nghiệm tư cách, nhưng ta có thể đề cử một người, Steve, hắn có được không thua tại tiềm lực của ta. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo cân nhắc hắn. Cây cuối cùng nói như vậy. Từ quân doanh ký túc xá ra, các tơ vẫn còn một loại nào đó hoảng hốt trạng thái dưới cái nhìn của nàng, là cây sẽ thành thủ vị siêu cấp binh sĩ cơ hội nhường cho Steve, cũng không biết nên nói là ngu xuẩn, vẫn là nói nghĩa khí. Bất quá cứ như vậy, ngày mai siêu cấp binh sĩ nhân tuyển liền cơ bản chứng thực. Các tơ thở dài, để nhất hạt giống chính cây từ bỏ, đó chính là loại thứ hai tử Steve. Quân doanh trong túc xá. Cây vẫn đang tra nhìn từ trên thân các tơ rút ra đến lục sắc năng lực thẻ, đột nhiên bập một tiếng cửa mở, một cái thân ảnh gầy yếu vọt vào. Steve, gấp gáp như vậy làm gì? Cây cũng không ngẩng đầu lên, liền biết trở về là Steve. Cây. Vì cái gì? Steve hào hứng chạy đến bên giường, gương mặt tràn đầy không hiểu lớn tiếng hỏi. Vì cái gì đem siêu cấp binh sĩ tư cách nhường cho ta? À, nhanh như vậy ngươi sẽ biết. Là Abraham bác sĩ bác sĩ tới tìm ta, nói cho ta biết vậy ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi ký túc xá tiến về phòng thí nghiệm bí mật đi Cây giống như là đoán được mỉm cười nói cái này không tốt sao đối với ngươi mà nói đây là một bước lên trời cơ hội nếu như ngươi có thể trở thành siêu cấp binh sĩ nhân sinh của ngươi đều sẽ bởi vậy phá vỡ nghịch chuyển với ta mà nói đương nhiên là tha thiết ước mơ thế nhưng là ngươi cũng rất cần cơ hội này a à. steve không lưu loát nói nếu như không phải hỏi vì cái gì. Vậy ta chỉ có thể nói, cơ hội này, đối ngươi càng trọng yếu hơn. Cái nhẹ giọng trả lời, hắn làm ra cái lựa chọn này, đương nhiên là nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Chỉ cần rút thể năng lực nơi tay, hắn liền có thể không gió hiểm nhanh chóng rút ra người khác năng lực, hoàn toàn không cần thiết tìm đường chết đi tiến hành kia siêu cấp binh sĩ thí nghiệm. Captain America một trong phim ảnh mặc dù Steve làm nhân vật chính thành công, nhưng không nhất định cam đoan kia siêu cấp binh sĩ huyết thanh dược tề hoàng mỹ vô khuyết. Coi như thành công, cũng có nhất định xác suất biến thành Rex cung quỷ kia bộ dáng, đồng thời nếu như không có Captain America, mát vô nội dung chính tuyến rất có thể sẽ lộn xộn, đây là cây chỗ không muốn nhìn thấy. Nếu như ngươi nghĩ cảm tạ ta, vậy liền không chịu thua kém điểm tới cho ta hoàn thành siêu cấp binh sĩ thí nghiệm, đừng để ta thất vọng. Cây cười cười, thành khẩn đập Steve bả vai. Huynh đệ, ngươi đi đánh máu gà phấn đấu mạnh lên, sau đó trở về để cho ta rút thẻ chính là. Coi như là một vốn bốn lời đầu tư, tay không bắt sói không gì hơn cái này. Cây, ngươi đối ta thật tốt. Không biết chân tướng Steve hai mắt gâu gâu, để cây một trận ác hàng, kém chút không có đem hắn một cước đá xuống giường đi. Sáng ngày thứ hai, Steve thu dọn đồ đạc bí mật trời đi trụ sở huấn luyện, tần binh bên trong không ai biết hắn đi làm cái gì, chỉ có cây biết, siêu cấp binh sĩ kế hoạch đã tại nơi nào đó trụ sở dưới đất chính thức triển khai. Lại qua một ngày, Brand trưởng quan triệu tập trụ sở huấn luyện tất cả tân sinh tập hợp, đối ngoại tuyên bố siêu cấp binh sĩ hạng mục như vậy kết thúc, dẫn phát các tân binh một mảnh xôn xao. Cây rõ ràng, hết thảy đều dựa theo mát vô lịch sử quỹ đạo bình thường vận hành, mát vô sử thượng đệ nhất cái siêu cấp nhân tạo anh hùng, Captain America, đã lặng yên sinh ra trưởng quan trong văn phòng. Rất đáng tiếc, bác sĩ chết rồi, siêu cấp binh sĩ dược tề đã làm không được. Cây binh sĩ, ngươi đã mất đi trở thành siêu cấp binh sĩ duy nhất cơ hội. Joseph trưởng quan tiếc hận nói với cây, hắn là thật thay cây cảm thấy đáng tiếc. Đây là thượng đế lựa chọn. Cây mặt ngoài thở dài đáp lại, trong nội tâm nhưng không có nửa điểm gần sống. Rút thể năng lực nơi tay, ai nói không có siêu cấp binh sĩ huyết thanh dược tề, liền không thể trở thành siêu cấp binh lính. Cây mở miệng đưa ra thỉnh cầu, Joseph trưởng quan, nghe nói Steve hắn thành công, có thể để cho ta đi xem hắn một chút à? Chỉ sợ không được. Joseph trưởng quan lắc đầu, giải thích nói, hiện tại Steve tại bí mật căn cứ, đang tiến hành thích ứng thân thể của mình người huấn luyện, Chester tướng quân hạ mệnh lệnh bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy đến hắn. Khi huấn luyện lúc nào kết thúc? Cây sốt ruột hỏi chỉ sợ muốn mấy tháng sau đó. Joseph trưởng quan thành thật trả lời. Mấy tháng. Cây nhíu mày, cái này cùng Captain America một trong phim ảnh tình tiết cùng loại, chỉ là không nghĩ tới huấn luyện là đối bên ngoài toàn phong bế. Tiếp xúc không đến Steve, liền không cách nào rút ra trên người hắn năng lực thẻ. Mấy tháng gặp qua rất nhanh. Đúng, Chester tướng quân đối với ngươi cũng có chỉ lệnh mới nhiệm vụ. Joseph trưởng quan gương mặt ngưng trọng nói, binh sĩ cây, bởi vì huấn luyện kỳ ưu việc biểu hiện xuất sắc, đơn độc làm thượng đẳng tân binh, tiến về chiến tranh tiền tuyến 102 đoàn tham dự nhiệm vụ. Tiến về tiền tuyến. Cây chấn động trong lòng, cái này đột nhiên tới tin tức trọng đại, viễn siêu với hắn tưởng tượng. Cây, người sắp đối mặt chính là chiến tranh chân chính, nhưng tuyệt đối đừng như vậy mà đơn giản chết tại nạp nát tay của người hạ. Joseph trưởng quan nói xong, đem tác chiến quân phục cùng đạn súng trường thuốc, cùng tiến về tiền tuyến nhiệm vụ tư liệu đặt ở trên bàn công tác. Binh sĩ, tuân theo tướng quân an bài. Cây tiếp nhận vật phẩm, trong lòng có chút rối bời cảm giác. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tiến về tiền tuyến, tham dự thế chiến thứ hai chiến tranh. Bản kế hoạch trên người Steve lấy được siêu cấp binh sĩ năng lực thẻ, có cường lực bảo hộ sau lại nên đón chiến tranh, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy đột nhiên đây cũng là cây mấy ngày nay, huấn luyện quá mức xuất sắc mang đến tệ nạn, dẫn đến sớm từ trụ sở huấn luyện tốt nghiệp ra tiền tuyến. Joseph trưởng quan cáo biệt thức phất phất tay, buổi chiều sẽ có máy bay trực thăng trực tiếp tới tiếp ngươi, ngươi về sớm một chút chuẩn bị đi. Vâng. Cây gật gật đầu, cầm trong tay vật phẩm đi ra văn phòng. Cho ta hảo hảo còn sống trở về, tiểu tử. Đưa mắt nhìn cây thân ảnh, Joseph trưởng quan phát ra thở dài một tiếng, tại cỡ lớn chiến tranh phía dưới, vô luận cỡ nào xuất sắc binh sĩ nhân tài, đều tồn tại đại khái xuất tử vong. Đẩy cửa ra, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp đối diện tắm rửa mà xuống, quét qua cây trong lòng sương mù mai. Hắn buông lỏng trên tay y phục tác chiến cường độ, bật cười lớn. Đi đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, hiện tại mình vô luận thể chất vẫn là kỹ xảo, đều là lính đặc chủng bên trong lính đặc chủng, lại thêm rút thẻ hệ thống nơi tay, không có đạo lý sẽ bỏ mình tại cái này khu khu thế chiến thứ hai. Muốn chết, cũng muốn chết trong tương lai Thano búng tay phía dưới. Cây bản thân cổ vũ sĩ khí, một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần về sau, nên bước tự tin bộ pháp đi về phía trước. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Ra trận giết địch Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Năm 1943, đệ nhị thế chiến Lấy nước Đức nguyên thủ Adolf Hitler cầm đầu, nạp nát đảng làm chủ quân đội đại quy mô xâm lược châu Âu địa khu. Cây làm tân binh, bị trực tiếp phái đi hạ trại ở tiền tuyến địa khu Hải quân lục chiến đội thứ 6 sư 102 đoàn. Lúc xế chiều, quân dụng máy bay trực thăng đến đây trụ sở huấn luyện tiếp người, cây là khoảng 9 giờ đêm đi vào tiền tuyến địa khu. Máy bay trực thăng vừa mới đến tác chiến bộ doanh địa tạm thời trên không, hắn liền rõ ràng chính mình vì cái gì bị nóng nảy phái đi nơi này. Từ trên trực thăng nhìn xuống, mười mấy ngọn ấm áp mờ nhạt đèn lớn dưới ánh sáng, doanh địa tạm thời bên trong lều vải cùng quân dụng vật tư dựng trưng bày loạn thất bát tao, ở giữa trưởng quan cùng binh sĩ tự như kiến bò trên chảo nóng. Những người điên kia còn tại liều mạng ép tiếng, thỉnh cầu gia tăng đạn dược trợ giúp. Người tới hỗ trợ, cho ta nhất một chút cứu hộ y đỡ. Nhân thủ đâu? Hậu phương vẫn chưa có người nào tới a. À? toàn bộ đội ngũ cho ta tiến về tác chiến khu tiếp viện. Không thể để cho bọn hắn lại hướng phía trước chà đạp nước ta lãnh thổ nửa bước. Tác chiến trưởng quan cầm loa khàn giọng chỉ huy, gãy tay gãy chân kêu trên thương binh không ngừng bị quân y dùng cứu hộ đỡ mang tới lều vải địa. Từng cái toàn thân vết máu binh sĩ dơ lên hậu phương máy bay trực thăng vừa vận tới mới đạn dược trang bị, ngồi lên bùng bẩn loan lỗ quân dụng xe, lái một đầu đâm vào tác chiến khu phương hướng hắc ám luôn luôn lấy kỷ luật nghiêm ngặt trứ danh quân mỹ lúc này sức đầu mẹ tráng loạn cả một đoàn binh sĩ ngươi là mới tới tiếp viện binh sĩ a một cái đầu đầy mồ hôi râu quai nón sĩ quan tiến lên sẽ cơ đem mới từ quân dụng máy bay trực thăng xuống tới cây một thanh níu lại vâng binh sĩ cây đến đây báo cáo cây nhanh chóng đáp lại liền ngươi một một tân binh không cần báo cáo nhân thủ không đủ mang theo vũ khí của ngươi trực tiếp trên chiến trường đi sau đó lại tiến hành bệnh râu quai nón sĩ quan vội vàng nói tiếp nhận cây ba lô liền ném ở quân doanh lều vải bên cạnh một bộ hoàn toàn đem hắn xem như pháo hôi cảm giác cũng xác thực không có gì kinh nghiệm tác chiến tân binh lần thứ nhất liền lên cỡ lớn chiến trường cơ bản có đi không về ta đã biết cây hít sâu một hơi trên thân vốn là mặt tốt bên trong đưa áo chống đạn y phục tác chiến cùng sắt thép mũ giáp. Tay hắn nắm lấy Asaun Ritfer, trực tiếp nhảy lên một cổ vận chuyển vật liệu quân dụng sau xe kho. Bốn khu quân dụng xe đến một lần vừa đi ngay cả lửa đều không ngừng tắt, vẫn lấy vật tư nhanh chóng chạy tới phía trước chiến dịch khu, trước xe hai đạo ánh đèn cây gậy giống như mò về hắc ám. Cây nắm chặt Asaun Ritfer, theo xe cho quân đội phía trước oanh tạc âm thanh càng phát ra rõ ràng lọc vào tai nhịp tim cùng Adrenaline liền không ngừng đi lên tăng lên. Ta giống như không phải đang sợ, mà là mơ hồ hưng phấn. Cây tự lẩm bẩm, hắn rút năng lực thể thực sự nhiều lắm, tăng cường ý chí loại thể liền có mười mấy tấm. Được rồi, vẫn là chuyển di hạ chú ý lực đi. Cây ánh mắt rơi vào chỗ xe sau kho vật tư bên trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chúng cái rương mặt ngoài hiện ra liên tiếp lít nha lít nhít vật phẩm thẻ bài cứu hộ giá đỡ ở khẩn cấp chữa bệnh túi công cụ quân dụng đồ hộp tiếp tế kiểu mỹ lựu đạn asaun tripper bên trong đường kính súng trường đạn một hộp trở lên đều là phong phú màu trắng vật phẩm thẻ trong đó còn có số ít lục sắc vật phẩm trộn lẫn kẹp ở trong đó tỉ như cao bạo lựu đạn bội số lớn súng ngắm cùng ngắn thức súng phóng tên lửa những vật phẩm này thẻ khác biệt dĩ vãng đều là ở vào nhưng rút ra trạng thái thì ra là thế cây con mắt lóe sáng lên, tự nói nói. Người khác nắm giữ trạng thái dưới vật phẩm tư nhân, ta không cách nào tiến hành rút ra. Mà những vật tư này tạm thời tới nói đều xem như vô chủ, cho nên ta có thể tự do rút ra, đem chuyển hóa làm vật phẩm thẻ bài mang ở trên người. Ngu sao không cầm. Cái lúc này bắt đầu đối trên xe vật tư tiến hành rút ra, đem bộ phận chuyển hóa làm vật phẩm hộp băng ở trên người, dù sao những này cũng là vội vàng vận chuyển về tiền tuyến tác chiến dùng, ít một chút người khác cũng sẽ không chú ý. Bất quá hắn nguyên lai tưởng rằng lục sắc vật phẩm thẻ cùng lục sắc năng lực thẻ cũng là cần 3 phút trở lên rút ra thời gian, lại không nghĩ rằng đối vô chủ vật phẩm tiến hành rút ra, hết thảy đều là 3 giây đồng hồ. Năm phát súng phóng tên lửa, cầm hai phát còn kém không nhiều lắm đi. Cây rút đến cuối cùng hơi do dự một lát, Lúc này đột nhiên một trận kịch liệt tiếng súng bộc phát vang lên, quân dụng xe người điều khiển hét thảm một tiếng về sau, quân dụng xe kịch liệt lay động đâm vào chướng ngại vật bên trên dừng lại. Địch tập. Cây phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức ở vào căng cứng trạng thái, An Tĩnh cầm súng trầm xuống nương tựa tại xe kho sau bích, vểnh tai thám thính bên ngoài tiếng vang. Đạp đạp đạp, mấy cái tiếng bước chân nhanh chóng tới gần. Cây rất nhanh minh bạch Quân địch tự hồ cũng không nghĩ trực tiếp đem vật tư xe phá hủy ý tứ, mà là muốn đem chi cướp đoạt. Bọn hắn không nỡ phá hủy trên xe vật tư, đây chính là cơ hội của ta. Cây tỉnh táo dị thường, hàng trăm tấm thực chiến kỹ xảo cùng năng lực thẻ, tại thời khắc này có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Tay phải hắn cầm súng, tay trái hướng không khí lặng yên mở ra, một trương lục sắc vật phẩm thể rất nhanh từ hư hóa thực bị kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Không cùng loại năng lực thể chỉ có thể ở tự thân kỹ xảo hóa thể hiện. Vật phẩm thể vốn là thực thể chuyển hóa làm thể, cho nên vật phẩm thể có thể hư hóa cùng thực thể hóa, hoặc trực tiếp quay lại nguyên trạng vật phẩm tiến hành sử dụng. Cẩn thận một chút, đi qua nhìn một chút. Đừng buông lỏng cảnh giác. Hai cái quân địch tại nhỏ giọng dùng tiếng Đức giao lưu, hướng mang theo lục sắt lều vải che giấu quân dụng sau xe kho chạy chậm tới gần liền tại bọn hắn muốn dùng mang theo lưỡi lê quả nhiên súng trường đẩy ra lều vải lúc, một viên đen xì tròn mép vật phẩm kim loại từ giữa bên cạnh ném đi ra. Ngay, lựu đạn. Nằm xuống. Thanh âm chưa dứt, phía trước nhất hai cái nước đức binh sĩ trực tiếp bị tạc thân thể chia năm xẻ bảy, đá vụn cùng huyết nhục ở dưới bóng đêm vẫy ra ở giữa, một thân ảnh từ sau xe kho cấp tốc xông ra. Có địch nhân còn thừa ba cái tại cách đó không xa đề phòng nước đức, đức binh sĩ hô to một tiếng giữ chặt tay quay hướng sau xe phương địa vực chính là một trận bắn phá đạn đều thất bại đánh vào thổ địa cùng đồng bạn trên thi thể quá nhanh mượn bóng đêm cùng cao bạo lựu đạn che giấu dưới cây thân ảnh bọn hắn căn bản không có tới kịp khóa chặt đợi đến bọn hắn kịp phản ứng ánh mắt muốn tìm kiếm thời điểm cây cường ngành phản kích đã bắt đầu banh cao tiếng súng từ trong bóng tối vang lên phía trước nhất một cái đức quân binh sĩ trực tiếp bị viên đạn chính giữa mi tâm nổ đầu đỏ trắng chất lỏng về sau phun tung tóe còn lại hai người một thân kia hai binh sĩ hoảng sợ còn đến không kịp xác nhận đạn xạ kích phương hướng ngay sau đó lại là hai phát tiếng súng vang lên không nhiều không ít cộng lại vừa vặn ba phát tiếng súng như là tử thần phán lệnh còn lại nước đức binh sĩ rất nhanh đồng dạng trở thành thi thể vắt ngang trên mặt đất cũng không tệ lắm cây khoác bóng đêm từ một cái cây sau đi ra, liếc nhìn những cái kia ngã trong vũng máu binh sĩ thi thể. Hắn vừa rồi chỉ là xông ra sau xe kho đồng thời, dư quan liếc nhìn xác nhận quân địch vị trí, chờ tránh thoát đợt thứ nhất kịch liệt mưa đạn, lại tiến hành cầm súng tinh chuẩn xả kích. Nhân sinh lần đầu tiên đối chiến, một đối năm vô hại phản sát, có thể xưng hoàng mỹ. Lần thứ nhất giết người. Cây nhìn xem chỗ gần một bộ còn mở to hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt nước đức binh sĩ nữa tàn thi thể. Trên mặt của hắn vô hỷ vô bi, lạnh lùng như là một tôn tử thần. Cây nguyên lai tưởng rằng mình kinh lịch lần thứ nhất giết người, lại thêm trước mắt cực kỳ máu me một mạng, chí ít sẽ nôn mửa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn không có cảm giác chút nào. Vô cùng kiên nghị nội tâm tại báo cho, nếu như không giết bọn hắn, vậy bây giờ mình đã nằm trên mặt đất trở thành một bộ thi thể lạnh băng không phải là vì cái gì bảo vệ quốc gia kiểu Mỹ chính nghĩa, ta chỉ là vì chính ta. Đồng thời có thể sống ở thế giới này điều kiện tiên quyết, đứng vững gót chân thành tựu một phen sự nghiệp. Cái lạnh lùng đối trên đất những thi thể này nói, gặp gỡ ta, chỉ có thể nói các ngươi vận khí quá kém. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Chiến tranh tàn khốc Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngắn ngủi chiến đấu kết thúc, cây bắt đầu tay thu về trên trận chiến lợi phẩm. Đức quân binh sĩ sau khi chết, trên người bọn họ mang theo vật phẩm cũng liền toàn bộ ở vào nhưng rút ra trạng thái. À, đây là... Cây nhìn qua từ một cái đức quân binh sĩ trên thân tìm ra hai tấm quyển gia cừu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tấm vật phẩm thể tin tức đập vào mi mắt. Trải qua mã hóa địa đồ một. Ở trong chứa có đức quân đối nơi đó tác chiến khu kỹ càng địa hình địa đồ, cùng từ phương trụ sở tạm thời khu chỗ. Trải qua mã hóa địa đồ 2. Ở trong chứa có Đức quân tinh Anh tiểu đội đối tác chiến khu quân Mỹ quân lực phân bố, tác chiến doanh địa, cùng vật tư vận chuyển lộ tuyến tin tức thu thập. Khó trách dám xâm nhập địch hậu, nguyên lai là nước Đức phái ra tinh Anh tiểu đội. Cây nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc, đem hai tấm da dê tu hóa mang ở trên người. Địa đồ thì tương đương với công lược, có được hai quân riêng phần mình phân bố thế lực, còn có nơi đó khu vực kỹ càng địa hình, khó trách Đức quân cho quân Mỹ mang đến như thế lớn tiến công áp lực. Cây cấp tốc rút ra xong Đức quân binh sĩ trên người trang bị, sau đó chuyển dời đến nhà mình quân dụng trên xe quân dụng vật tư bên trên. Đối với đạn dược cây cũng không ngại nhiều, đem vốn hẳn nên bị quân địch cướp đoạt quân dụng vật tư toàn bộ chiếm thành của mình, cũng không chút nào cảm thấy ấy nấy. Cuối cùng nhìn xem bị mình cướp đoạt không còn quân dụng xe, cây nghỉ nghỉ, đem vị trí lái hai cổ quân mỹ thi thể thanh lý về sau, đem xe đầu hơi tổn hại quân dụng xe cũng cho thể bài hóa mang ở trên người, hoàn thành rút thể công việc, cây trên thân xem như mang theo một xe quân dụng vật tư, danh phù kỳ thực võ trang đầy đủ, chờ xuất phát, cây đứng tại nhỏ sườn đất nhìn lên hướng về phía trước cách đó không xa khu giao chiến, thấp giọng suy nghĩ, là thời điểm gia nhập tiền tuyến chiến đấu, trải qua nhân sinh lần đầu giết địch tẩy lễ cây đối với mình thực lực có càng sâu một tầng hiểu rõ, tin tưởng dựa vào trên người những năng lực kia thể cùng vật phẩm thể, liền xem như cỡ lớn chiến tranh cũng dám xông vào một lần. nếu là trùng sinh nhân sinh chỗ nhất định kinh lịch, vậy liền để chiến tranh tới mãnh liệt hơn chút đi. tiền tuyến tác chiến khu, Oanh cộc cộc cộc, đông đảo đạn tiến pháo gặp nhau tự như đang diễn tấu dông tố hòa âm, tại hồng súng đạn bắn ra đỏ lam hỏa diễm. Còn có đạn pháo cùng lựu đạn tại ban đêm nổ bể ra chói mắt ban ngày dưới ánh sáng, nước Mỹ cùng nước Đức binh sĩ sục sôi giao chiến cùng một chỗ. Quân Mỹ chủ yếu là một vị tại phòng thủ chống cự lại, lấy hố đất chồng chất đất đá vì công sự che chắn, hiện lên hình đường thẳng gạt ra, không ngừng ngăn cản muốn hướng phía trước đột phá chiến tuyến nước Đức binh sĩ. Cứ việc đạn cùng đạn pháo không ngừng thu hoạch hướng phía trước bốc lên nước Đức binh sĩ sinh mệnh có thể mượn lấy những cái kia vắt ngang trên mặt đất đồng bạn thi thể làm công sự che chắn. Đức quân vẫn tại hướng phía trước từng tất từng tất xâm lớn, hai quân tác chiến khu khoảng cách đang không ngừng rút vào. Những này nạp nát đảng đều bị tẩy não đi, hoàn toàn chính là không muốn mạng chiến tranh cùng nhân. Một chi quân Mỹ trong đội ngũ dẫn đội người da đen trung sĩ cắn chặt răng, quét mắt xung quanh mắt bốc tơ máu đau khổ chèo chống binh sĩ, nắm chặt song quyền, đối tác chiến bộ đầm gầm nhẹ, bên ta đội ngũ binh sĩ đạn dược nhanh hết rồi. Hậu phương tiếp viện cùng cung cấp còn không có chạy đến A. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tác chiến ở giữa tuyến phòng ngự chỉ có thể lại kiên trì 10 phút. Trung sĩ giọng nói vừa dứt, một tiếng trầm muộn pháo oanh âm thanh đột ngột vang lên, đạn pháo kéo lấy chói tai âm cuối rơi vào trước mắt hắn vài mét bên ngoài hố đất phía trên, vừa bên trên một sĩ binh lập tức nổ hài cốt không còn. Đây là trung sĩ bị đạn pháo uy lực liên lụy lăn lộn trên mặt đất, không để ý ù tai cùng thân thể khó chịu, dãy dụ lấy đứng dậy. Hắn từ bị tạc hủy hố đất thành lũy nhìn về phía trước, chỉ gặp một cổ to lớn sắt thép máy móc như là quái vật hướng phía trước bò, trên mặt đất vô số nước đức binh sĩ thi thể bị bánh xe ép thành thịt vùng. Những cái kia nạp nát súc sinh, nghẹn đến bây giờ, thế mà còn có tan đầu nhập. Ta nói sai, không phải 10 phút, mà là 10 giây đồng hồ, chiến khu tuyến phòng ngự liền bị xé mở một cái lỗ hổng. Trung sĩ lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đức quân tan một bên hướng phía trước hành xử, một bên điều chỉnh pháo kích phương hướng, ngay tại phát thứ hai đạn pháo phát xạ trước một khắc, trung sĩ sau lưng đột nhiên vang dội đồng dạng một ngạc to lớn pháo oanh tiếng vang. Oanh! Pháo hỏa tiễn không chỉ có tiếng vang chói tai, pháo cái đuôi càng là bốc lên cuồn cuộn khói đặc, từ chiến khu trên không lôi kéo ra một đầu đường vòng cung, chuẩn xác không sai vượt qua 40 mét khoảng cách, rơi vào kia đức quân tan ống pháo bên trên. Đúng lúc tan phát thứ hai đạn pháo còn chưa từ lỗ pháo bắn ra, lập tức tại một trận rực rỡ liệt bạo tạc hỏa hoa dưới, sắt thép tan hóa thành một đống sắt vụn, dẫn đến bên hông muốn hướng phía trước đi theo đột phá đức quân cũng thương vong không ít. Nice sờ Quân Mỹ phương này mắt thấy đến một màn này binh sĩ lập tức nhảy cẩn, tính cả người da đen trung sĩ cũng mở to hai mắt, nguyên bản tuyệt cảnh tình thế tại chắc lần này pháo hỏa tiễn hạ trong nháy mắt thay đổi, hắn nhìn không được quay đầu lại. Có thể thấy được hố đất phòng ngự trận tuyến hậu phương mười mấy mét bên ngoài, một cái cường tráng thanh niên anh Tuấn một tay khiên súng phóng tên lửa đặt ở trên vai, chính là một đường vừa chạy tới cây. Nhìn thấy rất nhiều binh sĩ ánh mắt tập trung trên người mình, cây mỉm cười. Binh sĩ cây, đến đây tiếp viện. Cái này dày vào tàn khốc thủ vệ chiến tranh, liền kéo dài suốt một đêm từ ban đêm thẳng đến phương đông chân trời ngân bạch sắc đạo thứ nhất ánh trạng đông rơi vào tiền tuyến trên chiến trường nước đức quân đội lúc này mới từ bỏ tự sát thức đột phá về sau thủy triều thối lui giống như triệt thoái phía sau cứ như vậy cũng coi là quân mỹ ngắn mũi thắng lợi đây là một trận thắng thảm phòng tuyến phân hóa đường sinh tử nước đức nước mỹ binh lính của hai bên thi thể tại hoang dã trên chiến trường chồng chất thành núi mấy dặm thổ địa đều hóa thành đất khô cằn màu đỏ sậm huyết dịch xâm nhiễm đại địa. Vô số còn sót lại nước Mỹ binh sĩ ngay cả treo hò khí lực đều không có, chịu đựng một đêm kéo dài cao phụ tại chiến dịch, thể xác tinh thần sớm đã tình trạng kiệt sức, không ít trực tiếp choáng ván té xỉu trên đất, ngã xuống đất hai tay vẫn gắt gao nắm nắm lấy súng trường. Cây đồng dạng một mặt mệt mỏi ngồi tại hố đất bên trong, trên người hắn tràn đầy vết máu cùng bùn đất, một đêm này thể nghiệm lại là trước nay chưa từng có cứ việc có thần thương thủ kỹ xảo tiêu chuẩn một viên đạn có thể thu cắt một cái mạng nhưng tại chiến trường ác liệt sinh tồn hoàn cảnh dưới tăng thêm quân địch liên tục không ngừng phun lên cũng cho hắn to lớn tử vong áp lực như là cùng tử thần làm chống lại kéo co tranh tài thân thể lúc cần phải lúc kéo căng chỉ cần hơi thư giãn quân địch đạn liền có thể ở trên người bất luận cái gì bộ vị mở huyết động đây chính là cỡ lớn chiến tranh thẳng đến quân địch thối lui cây mới đưa nòng súng nóng đỏ súng ống ném xuống đất, súng trường bốc khói lên từ từ rung động, hiển nhiên cũng là hoàn thành sứ mệnh báo hỏng. "Binh sĩ, ngươi gọi cây đúng không?" Người da đen Trung sĩ chật vật tới gần, hắn một con mắt trái hoàn toàn bị phế bỏ, trên người một cái tay cũng bởi vì trúng đạn mà bị thương rũ xuống, nhưng vẫn là cười toe toét nanh trắng nở nụ cười, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, ngươi là lần đầu tiên trên chiến trường a." "Không sai." Cây thở gật đầu thật đúng là lần thứ nhất trên chiến trường hơn nữa còn là gặp gỡ như vậy đại hình chiến tranh biểu hiện của ngươi cũng thực sự quá mức xuất sắc hoàn toàn không thể làm làm tân binh đến đối đãi trở về ta sẽ hướng lên trường học vì ngươi đơn độc xin chiến công trung sĩ tán thưởng nói tùy tiện trải qua dạng này chiến tranh cảm giác mình còn sống ở cái này đã là thắng lợi nữ thần phù hộ cây cảm khái nói đúng vậy a à, còn sống cũng đã là vạn hạnh Trung sĩ cười cười, nói. Chờ một lát nữa đi. Hậu phương rất nhanh liền có bộ đội đến tiếp viện, đem chúng ta thay đổi đi, chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe nửa ngày. Nghỉ ngơi. Ta chỉ sợ không được. Cây lắc đầu, vỗ xuống mình quân phục túi, nói. Ta có rất trọng yếu vật, muốn đi nộp lên cho thượng tá. Tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả. Chương 09 Captain America cùng phản kích nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tiền tuyến lâm thời hạ trại trong đất, bộ chỉ huy lều vải chỗ. Tối hôm qua dài đến một đêm chiến dịch, bên ta hiện tổn thất 987 tên lính, nước Đức quân địch thương vong so với chúng ta nhiều, hiện tại thống kê gần 2.000 người. Nghe xong thủ hạ binh lính báo cáo, má cô thượng tá thật sâu nhíu mày. Gần 3.000 số lượng binh sĩ bỏ mình, thụ thương không thể tác chiến càng là nhiều vô số kể có thể nghĩ tối hôm qua chiến dịch đến tột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Nước Đức nạp nát tối hôm qua điên cuồng như vậy muốn chiếm lĩnh bên này khu vực, khẳng định muốn đem nơi này làm chiến lược khu, sau đó thẳng phá châu Âu lãnh thổ nội địa, mặc dù mới bọn hắn tạm thời lui binh, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, chỉnh đốn sau chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Thông tín viên, quân ta hậu phương còn có bao nhiêu bộ đội có thể đến đây tiếp viện? Marco thượng tá Long mày thích chặt thông tin binh sĩ trả lời. Còn lại tiền tuyến địa khu nhân lực cùng quân tư cũng phi thường căng thẳng, có thể tới tiếp viện bên này liền ba cái bộ đội, 300 người. Trong đó một cái bộ đội còn tất cả đều là mới từ trụ sở huấn luyện lâm thời xây dựng thuần tân binh đội hình. Tân binh Má cô thượng tá nghe đến đó, nhẫn không ra gầm thét, tân binh có làm được cái gì? Ta chỗ này thế nhưng là tiền tuyến, mà không phải nắm dậy chỗ. Đúng lúc này, bên ngoài lều truyền đến binh sĩ truyền đạt lời nói báo cáo có cái gọi cây binh sĩ đến đây nói là có chuyện quan trọng thông tri thượng tá cây binh sĩ Má cô thượng tá sững sờ trái lo phải nghĩ không nhớ rõ mình doanh địa đột nhiên thêm ra người như vậy suy nghĩ một lát vẫn là để cây đi vào cây vừa đi vào lều vải marco cô thượng tá nhìn thấy hắn liền hơi sững sờ thốt ra ngươi chẳng phải tối hôm qua đến đưa tin người lính mới kia đúng vậy Marco Thượng Tá. Cây gật đầu, cũng nhận ra đối phương, trước mắt Thượng Tá chính là tối hôm qua nhận điện thoại, sau đó để hắn trực tiếp tiến về tiền tuyến tác chiến khu trưởng quan. Ngươi tới làm cái gì? Marco Thượng Tá không ưa lạnh giọng hỏi, lúc này cây cũng còn không có thanh tẩy một chút mình, trên người y phục tác chiến tràn đầy mùi máu tanh dơ bẩn. Ta tối hôm qua từ một đội đức quân tinh anh tiểu đội trên thân, thu hoạch được rất trọng yếu tình báo vật, Ta cho rằng đôi này chiến dịch có trợ giúp rất lớn, cho nên chiến dịch kết thúc sau trực tiếp liền đến gặp ngươi. Cây nói, đem trong túi hai tấm quyển gia cừu móc ra. Đức quân tinh anh tiểu đội. Tình báo vật. Má cô thượng tá giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo giống như tiếp nhận quyển gia cừu, miệng không quên hỏi thăm. Ngươi là thế nào có được? Đương nhiên là đem bọn hắn đánh giết, từ bọn hắn trên thi thể tìm ra. Cây nhúng nhúng vai đem tiếng về tác chiến khu dọc đường gặp gỡ nước Đức tinh anh tiểu đội sự tình đơn giản thuộc lại hạ. Tại bên ta quân chủ lực đội hậu phương khu vực ẩn núp quân địch tinh anh tiểu đội, bị ngươi toàn bộ đánh chết. Má cô thượng tá cảm thấy khó có thể tin, sau đó có điểm tâm sợ mở ra quyển gia cừu, nhìn thấy nội dung là địa đồ, còn có vô số đức quân ám hiệu chữ từ. Quả nhiên là đức quân tình báo ám hiệu. Má cô thượng tá mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ mà nói, bọn hắn ẩn nút thu thập tác chiến khu tình báo tin tức hẳn là đều ở phía trên. Thông tin binh sĩ, lập tức về phía sau phương mời có thể phá giải ám hiệu ngữ nhân viên chuyên nghiệp tới. Không cần, không cần. Cây nhẹ nhàng khoát tay áo. Không cần. Má cô thượng tá cùng thông tin binh sĩ đều nghi ngờ nhìn về phía cây. Cây mệt mỏi tuổi trẻ gương mặt lộ ra một sợi mỉm cười, nước đứt, đứt ám hiệu ngữ, ta vừa vặn cùng trụ sở huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp học qua. Ba ngày sau. Từ cây bị phái đi tiền tuyến tác chiến, đã qua ba ngày thời gian. Lúc này, dưới mặt đất phòng nghiên cứu. Bành. 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 Sân huấn luyện trong đất, treo siêu lượng cấp bao cát tại nắm đấm cường đại đã kích xuống không ngừng ném đi. Người mặt bị mồ hôi thấm ướt sau lưng, dáng người vô cùng cường tráng cao lớn thanh niên tóc vàng vững vàng đứng tại bao cát trước hắn mỗi một lần phổ thông quyền kích, đều phát huy ra khó có thể tưởng tượng kinh người lực quyền, đem bao các chà đạp vừa đi vừa về lắc lư. Ở một bên ngắm nhìn các tơ đôi mắt đẹp lộ ra không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở nói. Steve. Nên nghỉ ngơi một chút, ngươi bộ dáng này đã tiếp tục một giờ. Bành. Steve giống như là không nghe thấy, còn tại tăng thêm cường độ đối bao các tiến hành quyền kích, mồ hôi không ngừng hướng mặt đất huy sái. Các Carter lãnh diễm cất cao giọng điều, Steve lúc này mới đối bao các tiếng hành đập, để đu dây giống như bao các rốt cục cũng ngừng lại. Steve cười khổ nói. Ta bộ dáng này tính là cái gì, siêu cấp binh sĩ? Vẫn là dấu ở tầng hầm vật thí nghiệm. Ta cũng không muốn trở thành dạng này. Steve, thuộc về người chiến đấu còn chưa tới tới. Carter an ủi nói. Vậy lúc nào thì đến? ta còn phải đợi tới khi nào? Steve anh tuấn chính khí gương mặt tràn đầy thần tình thống khổ, ủ rũ nói. Huynh đệ của ta, cây, đã tiến về tuyến đầu tác chiến. Mà ta Steve Roger, bị hắn phó thác trọng vọng, lại lưu tại cái này trải qua không có chiến tranh tiếng vang an bình thời gian. Cây, nghe được cái tên này, các cũng không khỏi trầm mặt xuống. Ta hẳn là còn có thể làm càng nhiều mà không phải ở chỗ này vượt qua nhàm chán thời gian steve nói đương nhiên steve binh sĩ ngươi đương nhiên còn có thể làm càng nhiều một trong đó khiến mười phần thanh âm đột nhiên chen vào steve cùng các tờ ghé mắt nhìn lại chỉ gặp kia là một người mặc âu phục cà vạt trung lão niên người ta là tham nghị viên trên tay có đại lượng sân khấu tài nguyên cùng cơ hội đầy đủ để ngươi biểu hiện ra siêu phạm mới có thể cho cả nước mọi người đi xem đối lập tức chiến tranh cũng là cường đại trợ lực. Tham nghị viên mỉm cười, móc túi ra một trương danh thiếp đưa tới, ta gọi nó, Captain America tuyên truyền kế hoạch. Captain America Steve sững sờ, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy tham nghị viên đưa tới danh thiếp. Cùng kỳ đồng lúc, tiền tuyến hạ trại địa. Cây, thượng tá cho ngươi đi bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy Vừa tác chiến trở về cây hơi sững sờ, vẫn là đem đầu tay bên trên súng ống giao cho phụ trách truyền lời thông tín viên, trực tiếp hướng bộ chỉ huy màu trắng lều vải đi đến. Binh sĩ cây, đến đây báo cáo. Tiến đến. Cây vừa cất bước đi vào lều vải, lúc này mới phát hiện bên trong đứng đầy người mặc sĩ quan phục trưởng quan, gần mười mấy người. Bộ chỉ huy quân hàm cao nhất mát cô thượng tá ngồi trên ghế, nhìn thấy cây đi tới về sau, mát cô thượng tá cất cao giọng giới thiệu nói. Các vị, đây chính là ba ngày trước đêm hai thì tình báo địa đồ mang về cũng hoàn thành giải đọc binh sĩ, cây. Mười cái sĩ quan lập tức đồng loạt đem ánh mắt tập trung ở cây trên thân, nhìn thấy hắn như thế anh Tuấn tuổi trẻ, cũng là lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Cây binh sĩ, ngươi lần này thật là lập công lớn. Đúng vậy a, à, nghe nói có một phần địa đồ là thu thập quân ta doanh địa tình báo tương quan, nếu như bị những cái kia ghê tẩm nạp nát mang về, chỉ sợ hiện tại nơi này đều bị máy bay ném bom đạn pháo cho tập kích đánh bay. Ngươi ít đến, càng quan trọng hơn là phần thứ hai địa đồ đi. Đều trọng yếu đều trọng yếu, có thể đem tình báo địa đồ mang về, đồng thời giải độc hoàn tất, hiện tại tân binh tố chất thật sự là càng ngày càng mạnh. Hiếm có nhân tài, quân ta chính là muốn cần dạng này máu mới. Cây lâm vào một mảnh miệng ca ngợi bên trong, thẳng đến mát cô thượng tá ho khang thanh xuống cuốn hồng trong trướng bồng nhân tại Thu Liễm. Cây binh sĩ Ngươi vì quân đội làm ra trọng đại cống hiến, chờ lần này chiến quả đắc thủ sau ta sẽ lại thống nhất báo cáo. Má cô thượng tá trịnh trọng nói. Cây con ngươi có rụt lại, kinh ngạc nói. Lần này chiến quả. Chẳng lẽ nói. Không sai. Má cô thượng tá gật gật đầu, đem cái thứ hai quyển gia cừu giải đọc tư liệu bày tại trên mặt bàn, uy nghiêm không mất bá khí nói may mắn mà có ngươi, giải độc tấm thứ hai trên bản đồ, tiêu chú mấy cái đức quân ở chỗ này tác chiến khu bên ngoài hạ trại căn cứ. Có được nó, tướng quân đã hạ đạt mới nhất chỉ lệnh, đêm nay, chúng ta sẽ nên đón lần đầu đại quy mô phản kích tác chiến. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Tấn Thăng Hạ Sĩ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lần này phản kích tác chiến, mục đích là tập trung quân ta binh lực nhất cử phá hủy đức quân năm cái hạ trại địa từ trên bản đồ ám hiệu tin tức biểu hiện trong đó có một cái là cỡ lớn tác chiến căn cứ ba cái trung đẳng binh lực quy mô hạ trại địa còn có một cái binh lực ít trạm trung chuyển doanh địa Marco cô thượng tá bắt đầu giảng giải bộ chỉ huy trong lều vải mỗi một cái sĩ quan đều hết sức chăm chú nghe giải hiển nhiên đối phản kích tác chiến cơ hội đã đợi chờ rất lâu một mực bị động bị nước đức quân đội áp chế sớm muộn tiền tuyến phòng ngự khu đều sẽ triệt để luân hãm. Chỉ khi nào lần này phản kích tác chiến thành công, vậy liền có thể một áp chế đức quân nạp nát nhuệ khí. Địch quân cỡ lớn tác chiến căn cứ, kế hoạch từ ta tự mình cùng hai vị hạ trường học mang năm chi trở lên bộ đội tiến về tập kích. Khi ba khu trung đẳng binh lực hạ trại địa, liền phân biệt từ ba cái hạ quý trở lên quân hàm sĩ quan dẫn đầu ba chi bộ đội tiến về. Má cô thượng tá vừa nói, một bên dùng ngón tay tại trên diện rộng trên bản đồ khoa tay, địa đồ là chuyên môn quân dụng lập thể thức mô phỏng địa đồ, phía trên rõ ràng biểu hiện ra phòng ngự trận tuyến bên ngoài, đánh dấu có 5 nơi đức quân doanh địa cứ điểm. Xem ra lần này thật muốn làm một lần lớn. Quan chỉ huy tác chiến tự thân xuất mã, có quân địch căn cứ tọa độ tình báo, nhân thủ coi như sung túc quân lực an bài, lại thêm ban đêm tập kích, lần này tác chiến muốn thua cũng khó khăn. Cây thầm nghĩ, ám hiệu tin tức đều là hắn một tay phụ trách giải độc, đã sớm đối địa đồ bên trên ghi lại tình báo tin tức nhất thanh nhị sở, lúc này vừa nghe được thượng tá đối kế hoạch đánh bất ngờ quân lực phân bố, liền biết lần này chiến tranh cơ bản 10 phần chắc chính. Đây chính là tình báo đối với chiến tranh tầm quan trọng, thắng thường thường đều là chiếm hết tiên cơ một phương. Sau đó thời gian, Marco thượng tá đem mỗi cái sĩ quan chỗ phụ trách bộ đội, còn có kế hoạch đánh bất ngờ cho từng cái phân bố hoàn tất sĩ quan tại biết mình đêm nay phụ trách nhiệm vụ về sau cũng đều mang theo nhỏ phần kế hoạch tác chiến tin nhắn cấp tốc rời đi lều vải bắt đầu đi chuẩn bị tập kích tác chiến trước an bài rất nhanh bộ chỉ huy trong lều vải liền chỉ còn lại cây một người quan chỉ huy không phải là đem ta đem quên đi a à. cây âm thầm nhã rảnh nhìn xem một lần nữa ngồi trở lại cái ghế mát cô thượng tá bất quá hắn cũng không có lãng phí thời gian vừa rồi mượn kế hoạch hội nghị cơ hội cũng là từ bên người sĩ quan trên thân rút lấy mấy trương không tệ lục sắc năng lực thể. Mặc dù lục sắc năng lực thể tích lũy đến trình độ nhất định về sau, đồng loại chuyên nghiệp năng lực thể lại tiến hành điệp gia, đối tố chất thân thể cùng năng lực tăng lên đã không quá rõ ràng. Má cô thượng tá uống một hớp nước, ánh mắt lúc này mới chuyển dời đến cây trên thân, kéo căng gương mặt hơi hòa hoãn rất nhiều, mỉm cười nói. Cây binh sĩ. Đêm nay kế hoạch đánh bất ngờ phi thường trọng yếu, mặc dù ngươi buổi sáng mới từ tiền tuyến tác chiến khu trở về nhưng buổi chiều nghỉ ngơi đi qua ban đêm vẫn là phải tham dự kế hoạch đánh bất ngờ đương nhiên có thể tham dự đối nạp nát lần thứ nhất phản kích tác chiến đây là ta làm nước mỹ binh sĩ vinh dự đêm nay nhất định đem hết toàn lực ra trận giết địch cây nghĩa chính ngôn từ nói ngươi thân là binh sĩ ý chí cùng bốc đồng còn có trên chiến trường kinh diễm biểu hiện những ngày này ta đều chưa từng ít trung sĩ trong miệng biết được Mát cô thượng tá hài lòng gật đầu, hắn đối cái này mới tới binh sĩ là thật hài lòng, càng xem càng thuận mắt. Vừa tới tân binh trên chiến trường, trông cậy vào hắn có thể phát huy ra bình thường thực lực trình độ bảy thành liền đã rất khá. Nhưng vừa tới cây biểu hiện lại như là cả người trải qua bách chiến lão binh, trên chiến trường như cá gặp nước. Mát cô thượng tá mấy ngày nay ngoại trừ đối phản kích kế hoạch tiến hành bố trí, còn cố ý hướng phía sau căn cứ liên tục xác nhận cây thân phận, e ngại hắn là đức quân ngụy trang bí mật gián điệp cái gì. Má cô thượng tá thấm giọng hầu, ý vị thâm trường nói. Bất quá đêm nay, ta cũng không chỉ là yêu cầu ngươi làm binh sĩ tiến hành tập kích tác chiến mà thôi. Không phải làm binh sĩ. Đó là cái gì? Cây kinh ngạc, đột nhiên đoán được cái gì, gương mặt cổ quái nói. Thượng tá, đêm nay ngươi sẽ không để cho ta mang bộ đội đi tập kích thứ năm chỗ đức quân cỡ nhỏ trạm trung chuyển doanh địa đi không sai. Mát cô thượng tá gật gật đầu, biểu thị mình không có nói đùa, hắn đem một viên quân hàm huy chương từ trong ngăn kéo lấy ra, để lên bàn, xác thực nói. Đương nhiên, ngươi không phải lấy binh sĩ thân phận vì dẫn đầu người, mà là hạ sĩ thân phận. Ta, hạ sĩ. Cây trận mắt hốc mồm chỉ xuống cái mũi của mình. Hạ sĩ mặc dù quân hàm không cao, nhưng ở trong quân đội là tuyệt đối có thể xưng thành là đi vào sĩ quan cấp bậc. Ba ngày lúc tác chiến ở giữa, trực tiếp nhảy qua hạ trung thượng đẳng binh, một bước hạ sĩ quân hàm. Lúc nào hạ sĩ sĩ quan quân vị không đáng giá như vậy? Thế nào, không tin mình năng lực? Má cô thượng tá cười cười. Ta tự nhiên tin tưởng mình có năng lực. Bất quá cái này trực tiếp lên tới hạ sĩ, binh sĩ ta thật không nghĩ tới. Cây nhúng nhúng vai, tâm tình rất nhanh trấn định lại. Cái này đặt ở thời kỳ hòa bình, ba ngày thời gian lại lần nữa binh lên tới hạ sĩ, đây chính là có tướng quân làm hậu trường cũng làm không được. Má cô thượng tá ngưng trọng nói, bất quá bây giờ thế nhưng là thế chiến thời kỳ. Cây binh sĩ, ngươi mấy ngày nay ra sân trải qua chiến tranh, tự tay đánh chết địch nhân chỉ sợ muốn so những cái kia sinh hoạt tại thời kỳ hòa bình lão binh, mười mấy năm qua đánh giết số lượng còn nhiều hơn trên mấy lần. Xuất sắc đơn binh tác chiến biểu hiện, ưu việc độc đáo tình báo phân tích tài năng, người như ngươi mới vẹn vẹn làm binh sĩ thực sự quá mức đáng tiếc. Đã có năng lực, quân đội lại bức thiết cần ngươi loại này tinh anh nhân tài, còn có trên thực chất quân công tích lũy làm cơ sở, trực tiếp thăng làm hạ sĩ lại tính là cái gì? Ta hiểu được. Cây gật đầu. Loạn thế xuất anh hùng. Chính bởi vì ở vào thế chiến thứ hai dạng này phân tranh thời kỳ, người có năng lực mới có thể không nhìn hậu trường cùng kinh nghiệm tích lũy, nhanh chóng tăng lên quân hàm dạng này thời kỳ, ta thích. Cây hơi nhếch khóe môi lên lên, xanh làm hai con ngươi tràn đầy ánh sáng tự tin, lần thứ nhất làm trọng sinh ở mát vô đệ nhị thế chiến mà cảm thấy may mắn. Mát cô thượng tá mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất dẫn đầu bộ đội, lại là trọng yếu như vậy phản kích chiến dịch. Ta sẽ không để cho một mình ngươi tiến hành chỉ huy. Như vậy cũng tốt, ta sợ tự mình một người làm hư cây lỏng ra khẩu khí, hiện tại trong lòng biết rõ, thượng tá đây là tại thi triển phản kích đồng thời, đang cho hắn cơ hội tiến hành rèn luyện. Marco cô thượng tá hướng về phía bên ngoài lều hô một tiếng. Thông tín viên, đi gọi Furry Trung Sĩ tới. Furry Trung Sĩ. Cây sờ lên cái cầm, cái tên này để hắn cảm thấy có điểm quen tai. Bất quá một hồi về sau, một người da đen sĩ quan đi vào lều vải. Hắn mắt trái còn bị băng gạt băng bó, dĩ nhiên đã người mặc trọn vẹn tác chiến quân trang một bộ chờ xuất phát bộ dáng là người trung sĩ cây kinh ngạc lên tiếng đi tới không phải liền là hắn lần thứ nhất kinh lịch chiến trường chỗ đụng tới tên kia người da đen trung sĩ a cây binh sĩ không phải nói là cây hạ sĩ Ferry trung sĩ thân thiết chào hỏi sau đó hướng phía thượng tá cúi chào trưởng quan ta Ferry trung sĩ đã khôi phục về đơn vị có thể chấp hành hết thảy kế hoạch hành động. Rất tốt. Má cô thượng tá gật đầu, đối cây giới thiệu nói. Đây chính là người đêm nay lĩnh đội cộng tác, Nick Ferry, hắn làm trung sĩ chỉ huy đã có một đoạn thời gian, có phong phú thực địa chỉ huy kinh nghiệm. Cây nháy mắt mấy cái, nghe được người da đen sĩ quan danh tự về sau, hắn lập tức bị choáng váng. Nick Ferry. ân, ừ, thế kỷ 21 sau tân nhiệm SHIELG cục trưởng đêm nay liền chiếu cố nhiều hơn. Furry trung sĩ gương mặt nhưng ai, hướng phía cây gật đầu ra hiệu, còn lâu mới có được về sau kia tự mang hung ác bá khí khí tràn bộ dáng, bất quá bây giờ hắn nhìn còn trẻ vô cùng, cũng liền chừng 25 tuổi. Khách khí khách khí. Cây bình phục tâm tình của mình, hiện tại thế nhưng là đệ nhị thế chiến, đừng nói SHIELG cục trưởng rồi, ngay cả SHIELG cũng còn chưa thành lập. Bất quá cùng tương lai SHIELG cục trưởng lãnh binh đánh trận. Như thế có chút ý tứ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.